tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hoa Kỳ bằng Việt ngữ, bài thuyết giảng với chủ đề Phật chỉ độ người có duyên. Đầu năm kính chúc quý vị vạn sự lành, trăm điều như ý, công việc làm được phát đạt, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Sớm đoàn tụ với gia đình và quê hương sắp thanh bình. Người Việt Nam người nào cũng biết cách tu hành, chứ không phải đợi chi sư phụ lại mới biết. Mà tu hành, Phật nói có 84,000 pháp môn. Nhiều khi người Việt hoặc là những người khác không biết chọn con đường nào tu cho nó tiện đối với người tại gia. Thì đa số người Việt và những người trên quốc gia khác đều là người tại gia. Có một pháp môn đó, kêu bằng pháp môn Quan Âm, người xuất gia, người tại gia đều có thể tu được rất dễ dàng, không mất nhiều thời giờ, khỏi cần mất vấn tiền bạc, không cần phải bỏ cha mẹ, con cái, anh em để vô rừng, vô núi, vô chùa mà tu. Cho nên trong cái pháp hội Lăng Nghiêm, lúc Đức Phật Thích Ca tập hợp 25 vị Bồ Tát lại, và trong đó có cả Quan Thế Âm Bồ Tát, để mà thảo luận về một cái pháp môn mà kêu bằng phương tiện nhất, tiện lợi nhất cho những người đời đó. Cho thứ nhất là cho ngài A Nan tu hành dễ dàng, thứ hai cho những người lúc Phật còn tại thế tu hành, và cho những người đời sau nữa. Thì lúc đó mọi người đều nói ra cái pháp tu của mình. 25 vị Bồ Tát tu 20 mấy môn khác nhau. Rồi sau cùng ngài Quan Âm Bồ Tát mới nói rằng ngài tu pháp Quan Âm. Bởi vì ngài tu pháp Quan Âm thành Phật, thành Bồ Tát, cho nên người đời mới gọi ngài là Quan Âm Bồ Tát. Rồi sau khi ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã trình cái phép Quan Âm Bồ Tát cho Đức Phật nghe rồi, thì Đức Phật chấp nhận, đồng ý, nói rằng đúng, cái pháp này hay nhất, tốt nhất và thích hợp với tất cả mọi người ở mọi thời đại, nhất là thời mạt pháp. Thời mạt pháp có nghĩa là như thế nào? Là cái lúc mà Đức Phật đã diệt độ lâu rồi. Đức Phật là Đức Phật hiện thế hồi đó đã diệt độ lâu rồi. Cho nên chánh pháp thất truyền, hiểu chưa? Chứ không phải là không còn. Thất truyền nhiều khi nó đi qua chỗ khác, nhiều khi nó không có được, nhiều khi không có được cái phát triển, không có được phổ biến rộng rãi trong quần chúng, hoặc là không có được quần chúng thâm hiểu nhiều, đó kêu bằng thất truyền. Bây giờ cho đến cái thời mạt pháp là cái thời khó khăn như vậy mà Đức Phật nói rằng pháp môn Quan Âm có thể tu được, thì những người sau này có rất nhiều hy vọng. Cũng bởi vì đọc kinh thấy Đức Phật nói như vậy, cho nên sư phụ mới lặn lội đi nước này nước kia, chỗ này chỗ kia, đi kiếm thầy này thầy kia để mà học cho ra cái phép đó. Vì Đức Phật có nói rằng chính Đức Phật cũng tu cái pháp Quan Âm đó mới thành Phật. Sau khi sư phụ tu cái phép đó rồi thì thấy rằng cái này không phải là chuyện hoang đường, không phải là chuyện của ngàn lẻ một đêm, không phải là chuyện của xứ Ấn Độ, mà là bất cứ người nào cũng tu được, già trẻ lớn bé gì cũng tu được, và không có một cái tội lỗi gì mà cái phép này không rửa được hết. Cũng như một cái phòng mà ánh sáng mà không có ánh sáng có mấy ngàn năm như vậy,
Nhưng mà đốt lên một ngọn đèn là cả phòng sáng liền, mấy ngàn năm bóng tối đều tiêu tan. Thì sau này sư phụ tu thêm rồi nghiên cứu thêm tất cả những kinh điển của những tôn giáo khác thì thấy rằng họ cũng nói giống y. Nhưng mà trước kia sư phụ chưa tu Pháp Quán Âm, sư phụ không hiểu gì hết, không hiểu cả kinh Phật nữa, chứ đừng nói gì kinh những cái tôn giáo khác. Sư phụ trước kia nhiều khi cũng hiểu lầm, nghĩ rằng những tôn giáo khác không bằng Phật giáo. Nhưng mà bây giờ sư phụ biết rằng không phải tôn giáo không bằng nhau, nhưng mà cái người tu không bằng thôi. Mỗi người tu một cái đường lối khác, cái quan niệm của họ khác, rồi cách nhìn của họ khác. Khi họ nhìn với cái bằng người Việt Nam mình nói nhìn qua cái kiến màu hồng á, thì cuộc đời nó hồng. Nhìn qua kiến màu đen thì thấy ngoại cảnh nó đen. Thí dụ như vậy, một người mà không có khai ngộ, không có sáng suốt thì nhìn những cái gì nó cũng không khai ngộ, không sáng suốt hết. Còn những người nào mà đã khai ngộ rồi thì họ nhìn cái gì nó cũng thông, nó cũng dễ hiểu, không có gì rắc rối. Hồi xưa sư phụ nghĩ rằng tu hành một việc vô cùng cực khổ, vô cùng khó khăn, vô cùng trọng đại, vô cùng kỳ diệu, vô cùng cái gì đó không thể dùng ngôn ngữ mà nói cho hết. Có nghĩa là sự tu hành người thường không thể đạt được. Sư phụ nghĩ như vậy đó. Nhưng mà sau này tu Pháp Quán Âm rồi thấy không phải như vậy. Tất cả chúng sanh thật tình là đều có Phật tánh. Tất cả mọi người nếu muốn tu thật tình đều có thể giải thoát, thật tình đều có thể thành Phật. Bất luận người đó trước kia làm những cái gì ác, tàn ác, bất luận người đó trước kia đen tối mê muội tới mức nào, bất luận người đó trước kia ăn chơi trụy lạc tới cái độ nào, khi đã hồi tâm tin tưởng vào cái pháp môn Quán Âm, tin tưởng rằng mọi người đều có Phật tánh và tu cái pháp Quán Âm thế nào cũng giải thoát, mà giải thoát liền, giải thoát rất lẹ, trong một hai ngày thấy cảm giác khác liền, một hai tuần thấy mình tiến bộ quá nhanh, một hai tháng sau làm như mình không còn lưu luyến gì cõi đời này nữa, biết rằng tất cả đều là ảo mộng. Mặc dù mình vẫn hết sức làm tròn bổn phận của con người, chứ không phải mình bỏ tất cả để mà đi. Lúc nãy quý vị nghe cô Cúc á, nói rằng sư phụ có 300 hay 300 mấy người đệ tử đó. Sư phụ không có đếm kỹ, nhưng mà cỡ đó. Quý vị tưởng rằng sư phụ đi đâu cũng biểu người ta xuất gia sao? Không phải vậy đâu. Những người đó họ tự ý, họ muốn, họ năn nỉ, họ ép buộc sư phụ phải cho họ xuất gia. Nhiều khi không cho họ xuất gia họ mệt sư phụ lắm, nói hoài sư phụ nhức đầu. Chứ quý vị tưởng đâu sư phụ ép người ta sao? Người ta ép sư phụ nhiều lắm á, quý vị không có biết. Cái việc truyền tâm ấn cũng vậy nữa, nhiều người ta cũng ép sư phụ bắt truyền tâm ấn à. Sư phụ nói thôi để từ từ đi, cô chưa có ăn chay được, mai mốt ăn tập lần lần này, tập 2-3 tháng sau rồi ăn tiếp. Hoặc là cái nghề của cô sát sanh dữ quá, thôi cô về đổi nghề đi, hoặc là để từ từ có đổi được không, hay là có muốn đổi hay không. Kêu bằng quyết định đi rồi mới trở lại đi tu không sao, nhưng mà nhất định ép. Ép rồi khóc rồi làm đủ thứ, sư phụ cũng mệt lắm. Thành ra có nhiều khi những người ngoài không hiểu, tưởng rằng sư phụ ép buộc quý vị xuất gia, hoặc là bỏ bùa, có người nói bỏ bùa à. Cho nên người thế gian họ rất khó mà hiểu được cái cách làm việc của những người tu hành à. Tại vì người tu hành nhiều, người tu hành thật tình rất hiếm. Sư phụ không phải nói như vậy để mà tán dương những cái người đệ tử của sư phụ, hoặc là tự tán dương mình, không phải vậy. Tu hành cái pháp thiệt, mình mới tiến bộ thiệt, mình mới khai ngộ thiệt, mình mới khai ngộ một cách hoàn toàn. Còn tu hành những pháp khác, nó nhiều khi nó cũng có khai ngộ, nhưng mà khai ngộ chút đỉnh thôi, hoặc là khai ngộ không có viên mãn đó, không có tròn vẹn, nên cái cách nhìn nó cũng không thông suốt. Nếu tất cả các pháp đều hay đều giỏi thì Đức Phật Thích Ca đã không xưng tán cái phép Quan Âm. Nhưng mà tại sao nhiều người gọi rằng những người tu hành không biết được cái pháp Quan Âm nè,
Tại vì họ không biết được, cái số họ không biết được. Những viên kim cương á, những viên ngọc quý báu đâu có phải mà bày biện ở ngoài chợ cho ai cũng thấy được đâu, phải không? Chỉ những người nào mà có đầy đủ tiền bạc, có đủ phong độ mà đeo những cái hộp ngọc đó, người ta mới tìm thấy, người ta mua chứ. Quý vị có hiểu không? Cái nước Ấn Độ đã thành Phật lâu rồi, thí dụ mà cái phép môn, cái phép Quán Âm mà nó rất là dễ dàng tìm hiểu như vậy, thì ít ra nước Ấn Độ đã thành Phật rồi, phải không? Cái lúc mà Đức Phật nhập diệt xong là 20 năm, 30 năm hay là ít nhất 100 năm sau đó, tất cả mọi người Ấn Độ đều cái bản gì? Đi về Niết Bàn hết, phải không? Nó còn đợi tới sư phụ bây giờ, nói tới nói lui hoài mà không ai hiểu nữa. Nước Ấn Độ là nước của sư Phật sinh ra, đời đời kiếp kiếp có rất nhiều vị chân tu ở Ấn Độ nổi tiếng, xứ đó mình kêu bằng đất thánh. Thôi thì đừng nói tới mấy vị kia, nói Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Ngài còn tại thế mà đâu có bao nhiêu người theo đâu, huống chi là sau này Ngài đã nhập diệt rồi, cái pháp môn nó thất truyền đi những nơi khác rồi, làm sao cái pháp môn quý báu mà tất cả mọi người đều biết được? Cái chuyện đó là chuyện rất hợp lý. À, cho nên những người nào nói rằng tại sao họ không biết mà sư phụ biết, cái đó họ tự trả lời cho họ. Quý vị hiểu không? Những cái gì quý báu không phải là những cái như là cỏ rác ở ngoài đường. Thí dụ như bây giờ trường hợp này đây, sư phụ đem cái pháp môn này mà công khai nói chuyện với quý vị, rồi sẵn sàng dạy, chỉ dạy cho quý vị phương pháp tu hành nữa, mà miễn phí nữa, mà sư phụ đã đến cửa của quý vị mà gõ, chứ không phải quý vị phải chạy tới băng rừng lội núi như hồi xưa mà đi tìm thầy học đạo, mà đeo theo cái túi gạo túi tiền bên này kiểu cực khổ như vậy nữa, mà cũng đâu có bao nhiêu người đòi học đâu, chửi còn không hết đó chứ. Mà sư phụ đâu có đòi hỏi cái gì, phải chứ? Sư phụ nói học với tôi mai mốt tôi lấy tiền, hay là tôi làm gì cho tôi hả? Hay là sư phụ dạy quý vị làm những cái chuyện gì bậy bạ đi, ăn trộm ăn cắp lấy vợ lấy chồng ta hay làm cái gì đó, thì quý vị chửi ra đành, không có dạy cái gì hư hỏng hết mà còn chửi đó. Thì cho nên quý vị phải biết rằng không phải Phật Bồ Tát không cứu giúp chúng sanh nó không có chịu. Thành ra đừng có hỏi sư phụ tại sao cái pháp môn này sư phụ nói ai, cái pháp môn quý giá nhất Đức Phật nói là hay nhất, mà sao mấy chùa không ai biết, là quý thầy không ai biết, hoặc là những người mà cao tăng thì không ai biết hết, thấy không? Không thèm biết chứ, quý vị có hiểu không? Không tìm hiểu. Sư phụ đã đến trước mặt quý vị, sư phụ trình bày rõ ràng minh bạch, không có muốn một đồng tiền bát gạo nào hết, mà quý vị còn từ chối, huống chi là những người ở chùa hoặc là ở cốc ở am gì đó, họ tự mình họ tu, họ không có đi ra ngoài, không có tìm tòi kinh điển, không có tìm thầy học hỏi, họ chỉ đọc kinh thôi, đọc chú từ trong kinh đưa ra rồi đọc lại đọc tới được lui hoài, làm sao hiểu được? Có nhiều người người ta tự tìm tòi học hỏi 30-40 năm mà không gặp trúng ông thầy là cũng tìm không ra, quý vị hiểu không? Thí dụ nhiều khi quý vị muốn đi coi thầy bói thôi, họ nói chuyện này cho nó cho nó dễ hiểu. Quý vị coi thầy bói mà kiếm không đúng cái ông thầy bói hay là bói cũng trật như thường, phải không? Ê, đi chạy tới chạy lui con nghe nói ông nào cũng thầy bói, ông nào cũng thầy bói, chạy hoài mất tiền hết trơn à. Mà nhiều khi còn đợi ở ngoài cửa lâu, thiệt là lâu, ông mới cho mình thấy mặt một chút, rồi cầm tay rồi lật tới lật lui rồi nói này nói kia, mình cũng biết nói cái gì, về nhà mất tiền mất tật mà. Hay là nhiều khi mình đi chữa bệnh cũng vậy nữa, tìm không đúng mà cái vị danh sư á, danh y á, bệnh mình cũng không khỏi, mà nhiều khi còn mất thêm tiền, còn mang thêm tật nữa, có phải không? Hả? Thành ra nói đại khái như thế này để quý vị ai cũng biết rằng không phải cái phép mà Quán Âm hoặc là cái phép giải thoát là một cái phép mà dễ dàng cho mình học, chứ không phải mình không dễ dàng thành Phật. Kẹt là cái chỗ mình không thể tin là mình thành Phật được, kẹt là cái chỗ mình không thể chấp nhận cái sự mà thành Phật một đời, kẹt là mình không chịu học hỏi cái đó, cái phép đó, rồi mình cứ đứng ngoài mình nói làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó. Bánh thì không chịu ăn mà cứ nói làm gì bánh sao ngọt được, tôi coi không thấy ngọt, chưa coi sao thấy ngọt được, phải ăn chứ. Nhất là người ta đã mời mình mời không, người ta đem tới tận nơi người ta mời mình không ăn, thì cái đó là lỗi của mình. Hồi xưa sư phụ không có dạy học trò một cách công khai như vậy,
Rồi nhiều người họ phản ứng, họ nói sư phụ không có lòng từ bi. Biết cái gì hay không có chịu đem ra mà quảng bá cho chúng sanh biết, như vậy kêu bằng đi tu làm cái gì? Rồi sư phụ nói vậy chứ nó đâu biết rồi, nó có chịu đâu vậy đâu vậy. Mà người ta cũng không chịu nghe, nó nghĩ rằng nhất định phải vậy được. Rồi nó mướn rạp, mướn tuồng gì ra, nó đẩy sư phụ ra sân khấu bắt sư phụ phải nói. Rồi nói rồi thì cũng vậy thôi, thì cũng vậy đại khái được mấy ngàn người, mấy chục ngàn người thôi, chứ đâu vậy hết cả thế giới được. Thí dụ như vậy đó. Ví dụ nhiều khi quý vị đến đây mấy trăm người ấy, mà một lát nữa thí dụ sư phụ hỏi ai muốn học là cũng mấy chục người, đại khái vậy thôi. Thành ra tuy rằng cái pháp môn nó rất là dễ dàng, rất là quý báu, nhưng mà ít người thực hành được, ít người thành Phật được là nó như vậy. Tại vì nhiều khi mình thấy dễ dàng quá rồi mình cũng coi thường, có thể như vậy nữa. Mà mình học những cái chuyện mà nó rắc rối, nó quen rồi, rồi bây giờ người nào nói cái chuyện dễ dàng quá mình không thể ngờ được. Nhưng mà mình phải nghĩ lại, hồi xưa Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài tu nhiều pháp môn rất là kêu bằng phức tạp, phải không? Nhịn ăn, nhịn mặc, bỏ gia đình, bỏ con cái, bỏ tất cả những cái sự xa xỉ, nhịn ăn cho tới nỗi mà còn có bộ xương khô không, mà phải bò ra bờ sông uống nước. Rồi sau này có một lần có một người cư sĩ cho Ngài một bát sữa, và cho Ngài mấy cái bánh ăn, tự nhiên thấy sức khỏe nó lên. Rồi ngồi tu bữa đó thấy nó có kết quả hơn. Ngài mới tỉnh ngộ, nghĩ rằng không phải cái sự ép xác á, không phải những cái món tu mà phức tạp như vậy đưa con người tới sự giải thoát. Thành ra người mình bây giờ cũng vậy thôi, mình tu những pháp môn nó cực khổ quá, quen rồi, con người chịu cực, chịu khổ, chịu đau, chịu đớn quen rồi, thành ra cái gì mà cảm thấy nó quá dễ dàng đó, mình tưởng đâu không có được như vậy, không phải như vậy. Thí dụ như hồi trước tới nay mình có cái quan niệm sai lầm, hay là mình bị dạy những cái phương pháp sai lầm rằng người mình là tội lỗi nhiều lắm, làm cái gì cũng tội hết, không bao giờ mà tu thành Phật được, hoặc là chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật duy nhất, rồi mình không bao giờ thành Phật được. Nhưng mà quý vị không bao giờ tự hỏi mình rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là cái gì, ở đâu sinh ra vậy? Mặc dù truyền thuyết nói rằng Ngài từ ở trên cung trời Đao Lợi sinh ra, nhưng mà chính mắt, chính cái sự hiểu biết của mình, chính lịch sử ghi lại là Ngài từ trong bụng mẹ Ngài sinh ra, phải không? Cái Đức Bà Gia Du Đà La, không phải? Mẹ của Ngài Đức Phật đó cũng cưu mang 9 tháng, sau đó mới sinh ra Đức Phật. Đức Phật cũng là một người, Ngài nói như vậy, Ngài nói ta cũng là một người rồi tu thành Phật, phải không? Chính miệng Ngài nói vậy, quý vị có nghe không? Có nghe nói gì bây giờ không? Có đọc kinh biết không? Có không có hả? Có chứ. Mấy người Phật tử phải biết mấy cái này chứ, nếu không sao kêu Phật tử. Vậy mà ai cũng nói, sư phụ hỏi không có ai gật đầu, có 3-4 người thôi. Nhưng mà phê bình sư phụ thì lẹ lắm. Nói rằng sư phụ không phải Phật Pháp, không nói Phật Pháp, không nói Phật đúng, mà chính mình không hiểu gì hết, không biết Phật nói cái gì hết. Phê bình thì lẹ lắm. Phê bình phải biết chứ, biết người biết mình, trăm trận mới trăm thắng chứ. Đánh bậy đánh bạ tự mình ngã xuống chứ, đánh không khí. Mấy cái người mà điên đó, đánh vậy ngồi cứ mệt xỉu không. Có thấy mấy người say rượu với mấy người điên mà họ đánh cái gì, mấy cái bóng ma bóng gì đó, đánh bậy đánh bạ rồi hồn mệt quá xỉu xuống à. Cái đó thì cũng như những người mà phê bình sư phụ mà tự mình không hiểu gì hết, hoặc là hiểu có một chút xíu, khổ gì mà chết chứ. Không biết mà không chịu học nữa, mà thấy người nào dạy là chửi liền. Người Việt Nam cũng dễ thương. Thế giới là dễ thương như vậy hết á, thành ra mới trầm luân hoài. Thế giới càng ngày càng đông, bao nhiêu là kinh điển, bao nhiêu là đạo lý, bao nhiêu là tông phái mà không có cứu được cái thế giới này, để nó càng ngày càng đông là biết càng ngày càng luân hồi hoài. Chúng sanh không có giải thoát được nó mới đông chứ. Nếu giải thoát được đi hết rồi. Ít nhất là thí dụ như nói đạo Phật dở thì đạo Thiên Chúa, những người theo đạo Thiên Chúa đi hết rồi, nó cũng càng ngày càng đông. Đánh nhau ôm sùm, chửi nhau ôm sùm. Thì thôi, người nào
Mình á, người nào nói gì nói, mình muốn tu á, mình phải tìm một cái pháp cho chắc chắn, hợp với cái khẩu vị của mình, hợp với cái sự suy nghĩ của mình, đặng mà mình tu. Chứ ngồi mình phê bình hoài, phê bình tới chừng nào? Nói thiền không hay hay là niệm Phật không hay, mình tu thử chứ. Thí dụ nói mà mình thích kinh điển, mình thích Phật giáo, thì mình cũng phải tìm nghiên cứu kinh điển, coi kinh điển nói cái gì, tu những pháp môn nào, đặng mình lần lần mình tu lên. Chứ cứ ngồi đó mà nói cái này không hay, cái kia không hay hoài, mà chính mình không biết gì hết, thì nó khổ. 100 năm đâu có mà dài như vậy. Bây giờ tất cả quý vị ở đây cũng 40, 50 tuổi rồi. Cũng kêu bận, không phải gần đất xa trời, nhưng mà cũng xa trời gần đất rồi. Không phải, phải không? Sư phụ cũng già rồi. Biết đâu sống nay chết mai. Thời loạn lạc, đi nước nào cũng chiến tranh hết. Hồi đó mình ở bên Việt Nam, mình chạy qua đây, bây giờ Mỹ cũng chiến tranh nữa. Thấy không? Mình đi đâu cho nó yên ổn. Nếu không tu là kẹt. Không tu là không có cái bảo đảm nào hết trơn á. Không có cái hãng bảo hiểm nào mà nó bảo hiểm mình khỏi chết hết á. Không có cái hãng bảo hiểm nào mà nó bảo hiểm mình khỏi nghiệp chướng hết á. Không có cái hãng bảo hiểm nào, insurance nào mà nó nói cô cho tôi 100 ngàn nữa, hầu cô nhân quả sạch hết. Chỉ có cái hãng bảo hiểm Thanh Hải à. Nhưng mà hãng bảo hiểm này không mất tiền. Vậy mà không chịu mới chết chết kỳ. Là bởi vì sư phụ đã nói rồi, mình học những cái phép mà nó phức tạp, nó quen rồi. Cho nên khi nào những người nào nói không có đâu, nó dễ lắm, dễ lắm, mình khó có tin được. Cái lúc sư phụ mới tu, sư phụ cũng vậy chứ, cũng có hơi nghi ngờ chứ. Thế làm sao mà mình gặp được cái pháp môn mà hay quá vậy, sao mình có phước đức dữ vậy, mình không tin tưởng được chính mình chứ. Không, nhiều khi không phải tin, không phải không tin cái vị thầy đó, mà không phải không tin cái pháp môn đó, mà không tin tới chính mình. Tại sao? Tại mình đã bị tẩy não nhiều rồi. Ai cũng nói với mình rằng nghiệp chướng mà nhiều lắm. Ai cũng nói mình rằng tu đời đời kiếp kiếp 760 gì a tăng kỳ kiếp rồi mới thành Phật. Rồi mỗi kiếp đó phải làm rất nhiều điều thiện, tu hành những hạnh Bồ Tát đại khái vậy rồi mới thành Phật được. Thành ra mình nói một đời giải thoát không ai tin, hiện đời giải thoát khó có tin. Bởi vì mình bị nhồi óc những cái điều mà những quan niệm sai lầm đã từ lâu. Cho nên cũng không nên trách những người mà không hiểu cái pháp môn này, hoặc là những người không hiểu sư phụ. Tại vì họ bị nhồi óc từ lâu rồi, thấy mà tội nghiệp thôi, chứ không có thể nào trách họ được hết. Cho nên từ xưa tới nay, quý vị nhiều khi cũng nghe nhiều lời phỉ báng sư phụ không tốt, hoặc là nói gì nói kề nói kia đủ thứ, hăm dọa đủ điều, nhưng mà sư phụ không bao giờ phản ứng. Tội nghiệp cho họ không hết ở đó mà còn trách họ nữa sao? Tại họ quá tội nghiệp mà, quá mờ mịt, không ai chỉ dạy, lâu quá không ai chỉ dạy, quên hết cái tánh quang minh của mình. Những người nào càng chửi nhiều càng tội nghiệp, tới vì họ càng cái bằng cái gì thấp, cái đẳng cấp họ càng thấp. Những người chưa chửi cũng chưa đáng sợ lắm, cái người càng chửi là biết họ quá thấp rồi, mà còn kéo họ lên không kịp, còn ngồi đó mà còn trách họ cái nỗi gì, thấy chưa? Những người mà nói mà hiểu liền thì thôi còn nói làm gì nữa, khỏe quá rồi. Còn những người nói mà không hiểu nhưng mà cũng không có phản đối, đó còn có thuốc chữa nha. Từ từ họ sẽ hiểu. Có người không hiểu mà phản đối, những người đó mà đang tội nghiệp, không biết cái đời nào họ mới lên được tới cái mức này, thấy chưa? Họ còn ở xa quá. Cho nên hồi xưa Đức Phật Thích Ca mới thành Phật xong á, ngài lắc đầu rồi nói thôi, không có đi độ chúng sanh đâu, đi lên Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Không phải ngày chết đi nhập diệt, hoặc là đi kiếm cái chỗ trên trời mà ở, không phải vậy. Niết Bàn là một trạng thái thanh tịnh của một con người không ham muốn, của một con người đã đầy đủ trí huệ, của một con người đã tự mãn tất cả những gì mà mình mong muốn đời đời kiếp kiếp. Cái sự an lạc đó không thể nào dùng bút mực mà tả ra, cũng không thể dùng lời lẽ mà nói được, chỉ chứng đắc được mà thôi. Nói ra người ta còn khó tin nữa.
Bởi vì như con rùa với con cá, một con cá thì bao giờ nó cũng sống ở dưới nước mà thôi. Còn con rùa thì nó ở dưới nước được, mà nó lên trên minh mặt đất nó cũng sống được. Rồi nó về nó nói chuyện với con cá những cái gì ở trên mặt đất. Con cá đâu có tin, con cá làm gì biết được. Đợi mà con cá nó biết được rồi thì nó lúc đó nó đã dậy dậy đột 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 ở trên cái mặt đất rồi. Quý vị có hiểu không? Thông thường những người mà không tu hành cũng như vậy. Cái khi mình chết đi á, mình biết được sự thật, mình biết được cái đời là giả tạm, mình biết được cái mặt bên kia của vũ trụ. Nhưng mà đã quá muộn. Lúc đó mình dãy dụa, mình kêu gào, mình đau khổ, mình bị định nghiệp nó la, nó kéo đi những cái nơi mà mình không thích đi, để mà mình chịu khổ, chịu đau, chịu đớn. Đăng rồi mình thức tỉnh trở lại nữa. Nhưng mà khi đã thức tỉnh rồi, phát nguyện rằng kiếp sau con sẽ tu, à, rồi trả hết xong nợ nần, rửa sạch hết u minh rồi, đi trở lại vô trong bào thai, rồi quên hết nữa. Thành ra cái thân người khó đặng, nhưng mà nghe được những chánh pháp còn khó hơn nữa. Tại sao? Tại ít có người đi truyền chánh pháp. Thứ nhất. Thứ hai, mình nghe mình không hiểu được. Thành ra nó khó là khó chỗ đó, chứ không phải thành Phật mà khó. Quý vị hiểu không? Mình nghe mình không hiểu được, nghe mình không tin được. Rồi thứ ba nữa, còn có những người mà họ chưa nghe, chưa hiểu, hoặc là họ không nghe, không hiểu, họ ở đó họ cái mà gì, họ lung lạc cái niềm tin của mình nữa. Thành ra nó khó, bao nhiêu điều là khó. Chứ không phải Phật Bồ Tát không có muốn dạy dỗ chúng sanh, hoặc là không phải là chứ cái chánh pháp nó mất đi, nó không có còn ở trên đời này nữa. Còn nhưng mà nó như những viên ngọc quý á, không phải bày bán ở ngoài chợ. Bây giờ những người tu hành á, thì khi họ mất đi, chưa mất đi, họ đã biết được sự thật rồi, hoặc là biết được một phần của sự thật. Như con rùa mỗi ngày nó ở dưới nước, nó bò lên trên mặt đất, nó đi rong chơi, rồi nó trở về nước nữa. Nó sống hai cuộc đời cùng một lúc, quý vị hiểu không? Cũng như những người tu hành như vậy. Cứ khi họ nhập định, họ ngồi thiền, họ đi rong chơi những cái cõi cao, hưởng thụ những cái cảnh giới thanh nhàn, những cái cảm giác rất là thanh tịnh. Rồi có khi mà họ trở về cái xác thân phàm tục này, thì họ làm việc, họ sử dụng cái thế giới này. Cũng giống như con rùa, nó sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Còn những người mà không tu, như con cá thôi, chỉ biết cái nước thôi mà không biết đất liền. Nó khác nhau là ở chỗ đó. Con rùa nó thấy con cá cũng bơi tới bơi lui ở ngoài, ở hoài, ở dưới nước. Nó nói anh cũng như tôi, anh cũng bơi ở trong nước, mà anh nói cái chuyện gì trên trời dưới đất ở trên kia. Làm gì có đất liền, gì có nhà cửa, có người rồi gì, tôi đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà con rùa nó thấy. Những người tu hành cũng vậy. Họ nói những cái chuyện người thế gian khó hiểu, những cảnh giới họ chứng đắc những người thế gian khó tin. Bởi vì người thế gian không có cái phương tiện, không có cái khả năng để mà tham hiểu những cái cảnh giới của những người tu đã nói ra đó. Chỉ có bấy nhiêu đó mà hiểu làm nhau thôi. Thì nói tóm lại là thành Phật không phải là một chuyện gì khó hết, một chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu mình có lòng tin, mình muốn giải thoát thôi. Thôi đừng nói thành Phật chi. Muốn giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ, mình muốn sống những cái cảnh giới khác đẹp đẽ hơn, thì mình cứ việc tu Pháp Quán Âm, mình biết ngay. Khỏi cần đứng ngoài biện tới biện lui, hoặc là nói này nói kia, nó phép nào hay phép nào dở, tu là biết liền. Cho nên sư phụ mới nói rằng tức khắc có thể khai ngộ, hiện đời có thể giải thoát là như vậy. Như con rùa nó mỗi ngày nó có thể rong chơi hai cái cõi thế giới. Một người tu hành mà hiện đời đã giải thoát thì có thể sống trong hai cảnh giới khác nhau cùng một lúc, quý vị hiểu. Cho nên nhiều khi quý vị đọc kinh á, cậu kinh điển có thấy rằng những vị Bồ Tát đó, ngồi trong cái nhà nào đó rồi tự nhiên thấy những cảnh giới của Đức Phật, hoặc là cái bà hoàng hậu bị giam ở trong lãnh cung đó, rồi Đức cầu nguyện với Đức Phật đó, rồi Đức Phật hóa thân lại dắt bà lên cảnh thế giới A Di Đà Phật để mà rong chơi một hồi. Thì những cảnh đó, những cảnh giới đó, những cái sự đó có thể
xảy ra cho những người hồi xưa cũng có thể xảy ra cho những người bây giờ. Tại vì có người hồi xưa và có người thời bây giờ không có gì khác nhau về trình độ tâm linh, về trình độ thông minh, về trình độ lãnh hội cả. Quý vị hiểu không? Nếu có khác nhau thì sư phụ nghĩ rằng người bây giờ hiểu rõ hơn, hiểu rành hơn là những người hồi xưa nữa. Tại bây giờ tiến bộ hơn, văn minh hơn, cái sự truyền bá nó dễ dàng hơn, thông tin tức nó lẹ làng hơn. Làm sao mà nói mình không bằng những người xưa được? Quý vị hiểu không? Không phải sợ quý vị không hiểu, sợ sư phụ nói tiếng Việt không rành. Nhiều khi dùng cái ngôn ngữ trần gian á, nói chuyện nó hơi bất tiện. Thành ra cứ sư phụ cứ hỏi tới hỏi lui hoài nha. Nếu mà quý vị không hiểu á, thì có thể hỏi được, lát nữa có thể hỏi lại. Bây giờ sư phụ nói cái cách tu Quan Âm là tu như thế nào. Bây giờ mình muốn tu hả? Tu kêu bằng có hai cách. Một cách là bằng lý thuyết, một cách là bằng thực hành. Lý thuyết là như thế nào? Cái phép Quan Âm, thí dụ như quý vị muốn vô tu á, thì sư phụ trước đó giảng dạy, hoặc là nói đệ tử giảng cho cái cách đó làm sao mà tu, ngồi làm sao, hoặc là tâm niệm để chỗ nào, hoặc là làm cách nào để phân biệt những cảnh thiệt, cảnh giả, đại khái nó như vậy ha, nói cho quý vị hiểu rõ ràng. Rồi cái việc giới luật phải cho nó nghiêm, xong rồi sau đó mới chỉ dạy cho quý vị, mới chỉ dạy bằng cái cách vô hình, nghĩa là quý vị cứ ngồi đó rồi tự nhiên những cái gì xảy ra nó xảy ra, hiểu chưa? Nó kêu bằng dùng tâm truyền tâm. Cái lý thuyết chỉ là để cho quý vị biết cái cách mà sử dụng thôi, biết cách ngồi thôi, chứ còn cái sự sử dụng của nó không có phải là trong cái lý thuyết đó. Nhưng mà nó có liên quan với nhau. Thí dụ như bây giờ sư phụ nói rằng quý vị phải cấm cái này vô trong cái điện ha, cấm điện vô trong cái lỗ cái gì đó. Ổ điện, à đúng rồi, ổ điện, hay quá. Cấm vô cái ổ điện thì điện nó tự nhiên đèn nó sẽ sáng lên. Nào, hoặc là cái gì đó, cái quạt nó sẽ chạy, nó sẽ mát. Hiểu không? Nhưng mà cái sự cấm đó không có phải là cái nguyên nhân mà tạo ra điện, quý vị không? Nhiều khi mình cấm mà nó không có điện là nó cũng không chạy, nó không đèn nó không sáng. Cho nên cái nguyên nhân chính là cái điện. Hiểu chưa? Cho nên Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng giáo ngoại biệt truyền, không cần kinh điển là như vậy. Kinh điển không phải là cái cốt tủy của bất cứ một tôn giáo nào. Nó chỉ là cái cách chỉ dẫn cho mình biết làm sao để tìm cái cốt tủy của tôn giáo mà thôi. Thí dụ như bây giờ có hai người yêu nhau. Thôi nói chuyện trần gian cho quý vị hiểu cho nó lẹ. Tại cái người nào cũng đi qua cái kinh nghiệm này. Còn nói chuyện trời Phật khó hiểu quá. Thí dụ hai người yêu nhau, rồi cái ông ở bên Bắc, ông bà ở bên Nam, không? Rồi cái ông mỗi ngày viết thơ cho bà, hoặc là mỗi tuần viết thơ cho bà ha. Thơ đó thì nói thì anh nhớ em lắm này kia cái nọ ha. Cái này có gì viết chắc hay hơn sư phụ đó. Rồi cái gì đó tùm lum chồng á ha. Rồi cái bà vợ ở bên đó, bà nhận được cái bức thơ đó, hoặc là người yêu nhận được bức thơ đó, và vô cùng hạnh phúc, phải không? Ôm, nhiều khi ôm trong đây rồi mắt lim dim gì đó rồi. Thích lắm ha. Thì dĩ nhiên cái bức thơ đó nó viết những cái chữ như vậy làm cho bà thích. Nhưng mà không phải những cái dòng chữ đó làm cho bà thích, nhưng mà tại vì người yêu của bà viết thì bà mới thích. Nó có cái luồng, nó có cái sự cảm giác ở trong, phải chưa? Nó có cái sự liên lạc, ân tình ở trong, người ta mới thích. Chứ thí dụ như một người khác viết cũng y như vậy, hoặc là bà đọc tiểu thuyết bà thấy những cái dòng cũng y vậy, nhiều khi còn hay hơn những cái người tình của bà viết. Tại không biết viết ăn chưa, viết nhiều khi không hay nhưng mà đưa cho bà đọc, bà đâu có sung sướng gì đâu, không cảm động đâu, có rơi nước mắt gì đâu, phải không? Nhưng mà cái người tình của bà viết, mặc dù viết không có hay gì, bà cũng khoái, bà cũng thích. Bà biết rằng của người yêu của mình viết. Bây giờ quý vị hiểu rõ chưa? Hả? Thí dụ cái người yêu đó chết đi, rồi bây giờ mấy cái bức thơ đó còn lại, bà đọc bà cũng không thấy như hồi xưa nữa. Quý vị có hiểu không? Hồi xưa có ở Trung Quốc có một cái hai vợ chồng kia, một người chồng thì đi lính, một người vợ thì ở nhà. Người vợ nhớ chồng quá, không biết làm sao hết. Cái mà không biết viết thơ nữa, không biết viết thơ nữa. Vẽ bốn cái hình đó, tượng trưng cho cái sự nhớ thương của mình á, vẽ hình mấy con vật á,
Nhưng mà cái này phải biết tiếng Trung Hoa sư phụ mới nói được. Tại sư phụ nói đại khái là như vậy thôi. Thí dụ con vật nào đó tượng trưng cho cái chữ gì đó, hay chưa? Hơi giống trại trại thôi chứ không phải là cái chữ đó thiệt nữa. À, rồi bà viết vẽ hình bốn con vật đó rồi gửi cho người đem ra ngoài chiến trường đưa cho ông xã. Ông xã coi ngồi đó lim dim mắt. Cảm thấy cái bằng hạnh phúc lắm. Rồi cái người mà đồng ngủ đó, à đúng rồi, à mới giết tay nó, anh làm gì vậy? Tôi thấy bà vẽ bốn con vật không, anh làm gì mà anh ngồi anh liêm diêm rồi như vậy? Lãng mạn quá. Cái anh nó anh không biết, tại nó viết thơ cho tôi. Hỏi thơ gì đâu, thấy có bốn con vật không mà. Tôi nói, nó nói cái tiếng của nó, anh không hiểu được. quý vị có nghĩ, hiểu rồi chưa? Không phải cái văn chương hoặc là cái lời lẽ đó làm cho con người cảm thấy những cái tình cảm, nhưng mà tại cái người viết đó, thấy chưa, có cái luồng điện của cái sự sống nó truyền cho trong đó, mình mới cảm nhận được. Cho nên từ xưa tới nay, nếu mà muốn học Phật thì cũng vậy, phải có một vị thầy sống mới dạy cho mình, chứ không kinh điển nào dạy được hết á. Cũng như mình muốn cưới vợ cưới chồng thì cưới mấy người sống, chứ không ai mà cưới mấy cái người đẹp hồi xưa nổi tiếng, hoa hậu hồi xưa năm 45 hay 35 gì trước á, chết mất rồi, có đẹp cách mấy nữa cũng dẹp, thấy chưa? Hoặc là mình đi, bây giờ mình đau bụng mình phải kiếm ông bác sĩ thời này, chứ còn ông Hoa Đà, ông Biển Thước, ông nổi tiếng nhưng mà cũng đâu có ăn nhầm gì với mình đâu. Mặc dù ông viết sách, ông để ra cái đống đó nhưng mà không có chữa bệnh mình được. Cuốn sách nó không chữa bệnh được cho người, hiểu chưa? Phải có ông thầy, ông có cái kinh nghiệm, ông có cái lòng thương, ông có cái sứ mệnh cứu người mới được nữa đó, quý vị hiểu. Cho nên nhiều khi mình nói ông bác sĩ này mát tay quá. Làm sao? Ông có cái mệnh chữa bệnh cho người, ông có cái duyên với những người đau khổ. Chứ còn nhiều khi những ông bác sĩ khác cũng vậy, cũng ra trường, cũng đậu bằng mà chữa đâu chết đó. Có không? Việt Nam có không? Có ha? Cảm ơn quý vị. Tưởng đâu sư phụ nói bậy, mà nói bậy cũng trúng. Thành ra có nhiều khi ông bác sĩ nào đó rất là nổi tiếng, thấy không? Ai cũng tới ông bác sĩ đó, tại vì họ nói rằng ông bác sĩ này chữa là hết liền. Thành ra người nào cũng đến, mặc dù chờ thật là lâu, mặc dù cái giá nó mắc, hoặc là giá không mắc, cái đó còn tùy theo ông bác sĩ nhé. Mà chờ đợi lâu lắm, tại vì đông quá, người ta đông quá mà cực khổ lắm mới thấy được mặt ông. Không muốn được ông cầm một cái tay, ông cầm cái là mình cảm thấy mình bớt liền. Nhiều khi mình bệnh nhiều lắm, nhưng mà đi vô bác sĩ cũng nhìn mặt mình cũng bớt liền, thấy không? Tạm bớt liền nó một chút vậy đó. Rồi mà sau này ông cho thuốc thêm, mà ông hỏi ăn thêm nữa, mình càng bớt thêm nữa. Cái đó là tại sao? Tại cái luồng nhân điển từ trong cái vị bác sĩ đó nó cũng tỏa ra làm cho mình an ổn phần nào. Tại vì những người đó có cái mệnh dược sư, có cái mệnh cứu người. Cũng như mình nói là người nào có mệnh làm thiên tử, làm vua đó, người nào có mệnh làm này làm kia, có chứ không phải không có. Mình thành Phật á, không phải mình thoát những cái mệnh đó, nhưng mà mình làm, vừa làm cái này vừa làm cái kia. Cũng như con rùa, nó vừa ở dưới nước mà nó vừa ở trên cạn. Thí dụ như một ông bác sĩ đi, bây giờ nói là ông thành Phật ha, ông tu có pháp môn Quán Âm rồi ông thành Phật nữa. Đâu phải là ông cần phải bỏ nghề bác sĩ để ông thành Phật đâu, quý vị có hiểu không? Mà ông làm hai nghề, ông làm nghề bác sĩ và nghề Phật, hiểu không? Cho nên còn những người mà bác sĩ thường thì làm bác sĩ thôi, không có được làm nghề Phật, hiểu không? Thí dụ như quý vị có nhiều người làm hai ba nghề đó, tại vì mình biết hai ba nghề. Thí dụ như ông, cái đời hồi xưa của sư phụ lúc chưa còn đi xuất gia đấy, công chồng hồi xưa của sư phụ ta, ông làm hai nghề á. Ông làm một nghề là bác sĩ mổ ngoại khoa đó, rồi nghề nữa là nghề răng, bác sĩ răng, hiểu chưa? Tại vì ông học hai nghề, ông biết hai nghề. Còn những người kia chỉ học một nghề thì biết một nghề thôi. Cái chuyện đó nó rất là thường, không có gì mà phải nghĩ ngợi. Cho nên những người đã tu hành khai ngộ rồi, thấy họ cũng giống như mình, nhưng mà họ khác hơn mình một chút. Họ có những cái tài năng thêm, những cái trí huệ thêm, quý vị hiểu không? Còn những người mà không tu á, nhiều khi thấy có bộ hình như giỏi hơn những người tu, nhưng mà chỉ giỏi cái vấn đề cái bọn gì thế gian thôi.
chứ không có giỏi về thiên đàng. Khi nào mà quý vị tu phép Quán Âm á, thì quý vị sẽ thấy rằng những lời sư phụ nói hôm nay nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa hơn là bây giờ. Nhiều khi quý vị lật đật từ trong sở chạy tới đây, nhiều khi chưa ăn cơm nữa, cái bụng đói trong á, rồi sư phụ nói rồi cứ ngồi nghỉ bánh mì hoặc là nghỉ cơm thì nghe nó cũng không có được rành. Hoặc là nhiều khi sư phụ nói những cái gì mà quý vị chưa có tu đó, thành nghe nó cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà quý vị tu rồi, tu phép Quán Âm rồi, sư phụ khỏi nói cũng hiểu. Thường thường những người mới truyền Tâm Ấn nó hỏi dữ lắm, hỏi thôi 108, 1001 chuyện, hỏi hoài cũng hết. Nhưng mà qua một thời gian sâu rồi khỏi hỏi, gặp mặt sư phụ cười cười vậy thôi. Cười cười khỏi, không có chuyện gì để nói nữa. Cái đó là cái lúc cái tâm hồn mình nó đã bình lặng rồi, nó đã khai ngộ rồi, mình không còn tham muốn cái gì nữa. Mình biết có một cái sự cái gì chắc chắn là mình sẽ giải thoát khỏi cuộc đời này. Nhưng mà nhiều khi không phải là biết nữa, nhưng mà là thấy, nhận thấy rõ ràng trong cái tâm thức của mình. Cái lúc mình ngồi thiền mình thấy rõ ràng. Cho nên tại sao quý vị mới thấy, tại sao những người học trò đi theo sư phụ rồi nó kêu là họ mê quá đó, như người ta nói là mê sư phụ quá trời đó. Đâu phải mê, cái đó là tỉnh á, hiểu chưa? Tỉnh mới vậy chứ mê đâu có gì vậy. Mê là đi chạy ra đi làm tiền, đi mua xe đẹp, đi chạy theo gái đẹp, đi cờ bạc rồi này kia, ăn chơi của trong cõi đời này, vui chơi trong cõi đời này, chứ làm gì chạy theo sư phụ. Chạy theo sư phụ cực khổ, đâu có gì đâu, ăn chay nằm đất tối ngày, chạy tới chạy lui hết chỗ này tới chỗ kia mệt mỏi, công cụ phải đem theo, bỏ tiền túi ra mà đi. À, ăn uống có lúc được, lúc không, có lúc ngon, lúc dở. Đi chỗ này cái khí hậu nó lạnh, đi chỗ kia khí hậu nó nóng. Nhiều khi cái thân mình nó cũng mệt mỏi lắm chứ. Đi theo sư phụ đâu có gì đâu mà phải kêu bằng mê. Tại vì họ tỉnh, họ mới đi. Tỉnh thức rồi, thấy rằng cõi đời này không có cái gì mà hay hơn cái sự hồng pháp độ chúng sanh, giúp đỡ những người khác khai ngộ, giúp đỡ cho họ tâm hồn càng ngày càng thoải mái, tìm về những sự đạo đức của tương lai. Như hôm qua sư phụ mới đến phi trường này, có một số đồng tu lại thăm sư phụ, kêu đi đón đó, đi đón rồi đi về nhà chỗ sư phụ ở đó. Có một vị người nam không biết bao nhiêu tuổi, chắc cái chừng 20 mấy. Trong lúc mà sư phụ sắp đi đó, sắp đi lại cái nhà chỗ khác ở đó, từ phi trường đi ra nghỉ một nơi, ăn cơm nước rồi, nhà chị Cúc á, chị Cúc muốn giữ sư phụ lại chỗ đó ở luôn, nhưng mà thấy nhà đó hơi chật, có cái nhà khác rộng hơn cho tất cả những đồng tu đi theo sư phụ đang ở, đang máy móc rồi đủ thứ ở chung ở đó. Thành ra sư phụ đổi nhà, từ đó đi qua bên kia. Chưa đi thì có cái cậu đó đứng khóc quá trời. Sư phụ hỏi khóc gì vậy? Nói thôi sư phụ bảo trọng nha. Sư phụ nói sao không chạy đi theo mà cứ đứng đó nói cái gì đâu vậy? Ông đi theo không được. Cậu nói thì thôi mai gặp chứ gì mà khóc dữ vậy. Cái cậu nói không, mai đi không được. Hỏi sao đi không được, mắc làm gì hả? Cậu nói dạ phải, mắc làm. Cậu nói đi làm ban ngày thì ban đêm lại thăm sư phụ, hoặc là đi làm ban đêm thì ban ngày lại thăm chứ gì mà khóc. Nó nói ban ngày ban đêm gì cũng mắc làm hết. Đi thăm sư phụ không được. Sư phụ hỏi tại sao vậy? Cậu nói là cậu muốn hy sinh cho gia đình đi. Tại vì nếu mà cậu đi nữa thì gia đình không ai đi được. Tại có mua bán gì đó, cả nhà đi hết thì phải đóng tiệm. Đóng tiệm ấy ẩm gì đó, không đủ xài đó. Ví dụ vậy đó ha. Thì sư phụ thấy quá là cảm động. Nói thôi được rồi, thầy thôi bây giờ đi lên xe đi với sư phụ. Ngồi đỡ thêm 1-2 tiếng nữa cho nó đã đi. Mày cậu nói 2 ngày cứ gặp không được sư phụ, rồi sư phụ đi cũng không gặp được luôn mà. Thì nó mới khóc vậy đó chứ. Sư phụ nói thôi được rồi, đi lại nhà kia ngồi một chút đi, ăn cơm ăn nước rồi ăn bánh rồi với sư phụ rồi đi về cho nó đỡ tức, đỡ ấm ức á. Là cứ đi lên đi, rồi đi lên đi. Cậu nói chuyện hồi xưa cậu rồi cũng là cái bằng cái gì đó có bộ vũ đảng vậy đó. Sư phụ không biết có bộ vũ đảng là những người làm những chuyện gì, nhưng mà ý cậu nói là hồi xưa là dở lắm, cái gì cũng có hết. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng không có hết, bây giờ ăn chay rồi. Mấy bữa trước có người đánh cậu, cậu cũng ngồi không à, không có đánh lợi. Rồi mấy cái người kia lại xin lỗi, mấy người du đảng kia lại xin lỗi cậu.
Sư phụ nghe những cái chuyện đó sư phụ rất là mừng. Tại sao? Xã hội bớt thêm một người tốt, thêm một người con tốt, thêm một người anh tốt, chị tốt, một người bạn tốt, thêm một người công dân tốt. Sư phụ cảm thấy rằng cái công việc của sư phụ tuy rằng rất là mệt nhọc, rất là khó khăn, cũng như một người bơi ngược dòng vậy, nhưng mà có kết quả. Thực tế, đừng nói chỉ cảnh thiên đàng, mình nói bây giờ đây, nếu người nào cũng ăn chay như vậy, cũng ngồi thiền 1-2 tiếng đồng hồ như vậy, đâu có ai đi ra đánh lộn, đánh lạo với nhau, đâu có ai làm chiến tranh nữa. Bất cần sư phụ dạy cái pháp đó là cái pháp gì, nếu nó ăn chay, nó trì giới, nó ngồi thiền, quý vị nghĩ là cái pháp hay hay là pháp dở? Hả? Ai nói pháp dở vậy? Ai nói pháp dở đứng dậy nghe coi coi. Tại sao vậy? Ủa vậy hả? Hả? À, tại sao phải chấp vào sự ăn mặn thì vậy? Tại sao phải chấp vào sự ăn mặn? Bởi vậy đạo Phật không chay không mặn. Chưa chưa đạo Phật không chay không mặn. Anh nói kinh nào vậy? Dạ. Nói phải có chứng chứ. Dạ thưa đạo Phật thì là nếu mà tu theo được là thì tất nhiên là rời bỏ sự giải thoát tự thân còn sẽ tình theo xa vậy. Cái gì không hiểu gì hết. Kim Cang nói sao? Tu mà làm theo điều lành, lìa bỏ những giải thoát, tất nhiên là tu theo ma vậy. Đúng rồi. Dạ như vậy thì không chấp thiện, không chấp ác, thì là mình nên con làm gì trong chuyện chay với mặn. Nhưng mà Đức Phật dạy phải ăn chay mới đến được cái cảnh giới đó. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng những người nào theo đạo Phật mà ăn mặn đó là theo ma chứ không phải theo Phật. Anh không có đọc sao? Không chấp thiện, không chấp ác là những người đã lên, đã cõi Phật rồi, đã tới cái cảnh giới Phật rồi, cảm thấy cuộc đời là như ảo mộng thôi. Nhưng bây giờ mình ở trong này, người ta đánh mình còn đau, hiểu chưa? Người ta giết mình còn oán hận, thì cái đó không thể nói rằng không chấp thiện, không chấp ác được. Từ từ mình phải đi lên tới đó, chứ mình chưa có lên đó được mà đã nó không chấp thiện, không chấp ác, vậy đi ra giết người cũng như không giết sao? Hả? À? Anh nói tôi hiểu, nhưng mà anh chưa có lên được cái cảnh đó, anh chỉ lặp lại cái lời của Phật thôi, lặp lại thì rất là hay, nhắc nhở cho người ta biết như vậy, nhưng mà mình phải tu lên đó mới được. Thí dụ như bây giờ một ông giáo sư, ông đã học hết chương trình đại học rồi, thì dĩ nhiên ông coi thường cái chương trình ông đã học qua chứ. Ông đã lên giáo sư rồi, ông không có còn ngồi lại cái ghế nhà trường mà ông chấp nhất, ông cộng 2 với 2 là 4 nữa. Nhưng tại vì ông đã học qua chứ không phải ông bỏ cái đó. Bây giờ ông nếu mà người nào bắt ông cộng là ông cũng phải cộng 2 với 2 là 4 như thường. Chứ ông không thể cộng ông nói 2 với 2 là 5 được. Nhưng mà ông không cần phải ngồi đó, ông học cái những cái đó nữa. Tại ông đã thoát qua cái đó rồi. Thì đúng, ông là giáo sư rồi, ông sẽ nói là ví dụ bây giờ có một người học sinh nào lại biểu tại sao ông không học gì trơn vậy, ông tối ngày ông đi ngoài hết trơn, ông đọc sách đi đâu ở nhà, ông muốn tới trường ông học như tôi á. Anh nói sao? Thì đúng rồi, đúng rồi, nhưng đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà anh phải thoát qua cái đó anh mới nói được như vậy. Đúng rồi, bởi vậy tôi mới nói rằng ăn chay không có thành Phật. Trong những cái cảnh khác, trong những cái buổi diễn thuyết khác, sư phụ nói rằng ăn chay không có thành Phật, nhưng mà nó chỉ giúp cho mình thành Phật thôi. Sư phụ nói rằng bây giờ mình không có nói cái chuyện niết bàn giải thoát nữa, mà mình nói rằng ở trên đời này tất cả mọi người đều ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật hết, thì không còn ai mà chiến tranh nữa, nó bớt khổ cho nhân gian rồi. Anh hiểu không? Sư phụ nói cái cảnh này rồi cảnh kia, chứ không phải tôi bị nói có bấy nhiêu đâu mà anh chấp, có bấy nhiêu đâu mà anh nói anh không chấp. Để tôi nói hồi nãy giờ mà bây giờ chấp có bao nhiêu vậy? Nói đủ thứ chứ đâu phải nói có nhiêu đâu. Ý sư phụ nói rằng nếu mà những người nào đều tu hành hết á, thì dầu cho mình chưa có được niết bàn đi nữa, mình thấy thiên đàng tại thế rồi. Thấy không? Chứ tại sao cái thế giới này đau khổ? Rồi ăn cắp ăn trộm của nhau, tài sản của nhau giành giật, rồi đánh lộn với nhau, người này đánh một cái, người kia đánh 2-3-4 cái, rồi cái thù hận nó mới càng ngày càng chồng chất, những cái sự mà không hay nó mới càng ngày nó càng dồn dập thêm, thành ra cái thế giới mình nó kêu bằng mới đau khổ. Chứ còn nếu cái thế giới là người nào cũng ăn chay ngồi thiện hết
thì khỏi cần lên cảnh Phật làm gì. Nói cho quý vị biết, cái lúc đó mình khỏi cần Phật nữa, cảnh giới mình là cảnh Phật rồi, hiểu chưa? Ý sư phụ muốn kết luận tới chỗ đó đó. Cho nên nói là tâm tịnh quốc độ tịnh là như vậy. Thí dụ tất cả mọi người đều thanh tịnh với nhau, cần gì phải đi tìm cõi Phật nữa. Có Phật là ở chỗ đó rồi, thấy chưa? Mình chết đi thì nó cũng cảnh vậy thôi. Nhưng mà cái lúc này mình sống cõi đời này mà mình tranh chấp, mình giết hại, thì cái lúc chết đi cái cảnh giới nó cũng hiển hiện trước mắt hoài à. Cho nên mình chạy theo những cái cảnh giới không tốt, mình bị đẩy vô những cái cảnh mà mình thường ngày mình ở trong đó, quý vị hiểu không? Ví dụ thường ngày mình làm những cái chuyện gì, cái khi mình chết á, nó hiển hiện trước mắt hoài, rồi mình cứ phải nhào vô chỗ đó. Không chấp thiện, không chấp ác, cái đó là khi nào thành Phật rồi, mình không có phê bình người nào nữa hết á, quý vị hiểu không? Người ta chửi mình cũng như người ta khen mình mà thôi. Người ta đánh mình không thấy gì sân hận. Cũng như Đức Chúa Giêsu đã thành quả vị Chúa, cho nên Ngài nói ai mà đánh mình má trái thì mình đưa má phải. Cái đó là kêu bằng không chấp thiện, không chấp ác đó. Chứ không phải không chấp thiện, không chấp ác là đi ra làm bậy. Cái gì phải hiểu cho nó đàng hoàng. Hãy hiểu có một chút rồi cãi nhau rồi sinh ra không có hòa thuận. Nhưng mà sư phụ cũng rất mừng là anh đó, anh nói cho sư phụ nghe, nhắc nhở như vậy đặng sư phụ giải ra thêm. Nhiều khi có những người khác cũng nghĩ như vậy mà không có nói ra. Không chấp thiện, không chấp ác nghĩa là tất cả mình coi như là bình đẳng, người ta đối đãi mình như thế nào cũng như không. Cái lúc đó mình xuống địa ngục cũng như là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống địa ngục vậy, không cảm thấy nóng nữa, không cảm thấy bị thiêu đốt nữa, nhưng mà xuống để cứu người. Nhưng mà bây giờ mình xuống địa ngục là chết liền á, quý vị hiểu không? Chứ đừng ở đó mà nói không chấp thiện, không chấp ác. Tại vì mình chưa có đủ cái công lực. Những người nào thành Phật á, họ đi đâu cũng như không à. Họ lên thiên đàng xuống địa ngục cũng y như là ở cõi trời vậy. Bởi vì cái công lực của họ thâm hậu rồi, tâm họ tịnh cho nên quốc độ họ tịnh. Chứ có thấy người nào thành Phật rồi đi giết người không? Ăn mặn không? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cho tới sau cùng cũng ăn chay mà. Cho nên đâu có thể nói rằng tu hành không chấp mặn, không chấp chay được. Nếu không chấp mặn, không chấp chay thì đời loạn hết. Tiền mình cũng như tiền ta. Thôi khỏi đi kiếm tiền à. Vợ người ta cũng như vợ mình, thôi khỏi cứ vợ. Không phải. Mình ở trong cái cảnh giới này, mình phải làm theo cái cảnh giới này. Cái tâm mình giải thoát là ở bên trong. Quý vị hiểu? Thí dụ làm tổng thống cũng phải tôn trọng luật lệ của cái nước này như thường. Ông tổng thống mà ông làm bậy là cũng kẹt á, ông cũng bị tù như thường. Chứ đâu phải nói cầm cân công lý rồi ngồi đó muốn làm gì làm đâu. Đại khái nó là như vậy. Thưa sư phụ, thiền là gì? Tại sao phải thiền? Và có bao nhiêu cách để thiền? Thiền là cái chữ của Ấn Độ mà mình dịch ra đó. Chữ nó là kêu rằng Dhyana, nghĩa là ngồi. Cái này khó mà diễn tả, nhưng mà ý nói là bình lặng đó. Bây giờ thiền cái chữ Dhyana là nó như vậy, tức là mình ngồi tĩnh lặng à. Nhưng mà cái chữ Dhyana nó còn có nhiều cái nghĩa nữa, chứ không phải là ngồi một mình vậy thôi. Nhưng mà có nghĩa là mình đã tỉnh thức được bên trong, mình đã hiểu được những cảnh giới cao nữa. Nó kêu là Dhyana, tức là thiền. Rồi mà dịch tiếng Việt là thiền na, tiếng Tàu nó kêu là chán. Hỏi sự chán nè, cũng giống như vậy. Bây giờ ngồi thiền có rất nhiều cách. Người nào dạy cũng kêu rằng dạy thiền cả. Thí dụ như có người dạy rằng mình phải niệm chú, mà ngồi xếp bằng, đó kêu bằng ngồi thiền, niệm cái chú đó. Hoặc là có người dạy rằng mình phải ngồi, mình quán tưởng có ông Phật ở trên kia, ngồi trên đầu mình đó. Mình quán tưởng hoài như vậy. Đại khái nó như vậy, sư phụ không thể nói ra những cái những chi tiết tường tận được. Tại vì bữa nay cái buổi thuyết pháp không phải là cái buổi dạy thiền, nhưng mà để mình nói đại khái những cái phương tiện thôi. Còn nếu mà quý vị muốn học từng cách một á, thì phải đi tìm những vị nào mà dạy riêng từng cách đó thì mới đủ điều chi tiết được, quý vị hiểu không? Ví dụ như bây giờ thí dụ thôi mình nói thiền pháp Quán Âm đi, thì sư phụ phải chỉ cho quý vị cách ngồi. Mình ngồi ghế cũng được, ngồi xếp bằng cũng được. Rồi mình định tâm ở chỗ nào đó,
rồi tự nhiên cảnh giới thiền sẽ hiện ra, nó kêu bằng ngồi thiền. Đó là một phương pháp. Còn những phương pháp khác, ví dụ người ta dùng hơi thở, sổ tức quán, tức là đếm hơi thở hoặc là quán hơi thở, những cái đó cũng kêu là cái thiền. Còn có người á thì dùng thủ ấn á, biết không, là họ cũng kêu bằng cái cách đó là cách thiền. Còn những cái mật tông á, họ nhiều phương pháp thiền lắm. Rồi những cái người mà yoga đó, họ dạy yoga, họ cũng nói là họ dạy thiền nữa. Thì bây giờ quý vị chọn một cái món thiền nào mà quý vị nghĩ rằng hợp với cái ý của quý vị nhất. Ví dụ quý vị muốn tâm mình nó sáng suốt hơn chút á, thì có nhiều cách ngồi thiền. Còn thí dụ quý vị muốn mà bệnh tật tiêu trừ hay có cách ngồi thiền khác. Quý vị muốn rằng có thần thông thì có cách ngồi khác, niệm những cái chú khác. Còn quý vị muốn giải thoát sanh tử luân hồi thì có pháp môn Quan Âm. Sư phụ nghĩ rằng pháp môn Quan Âm là ngắn nhất, gọn nhất. Còn quý vị nghĩ rằng có những pháp khác thì quý vị phải đi tìm lấy. Có nhiều, rất là nhiều cách kêu bằng thiền. Nhưng mà đại khái thiền là ý là mình ngồi tĩnh lặng, mình lắng tâm mình tìm về những cái gì mà thần bí của bên trong của mình, tìm những cái bản lai diện mục của mình, tìm cái trí huệ của mình, tìm cái Phật tánh của mình. Kính thưa sư phụ, làm sao cảm hóa được người hôn phối khi người đó không có một chút lòng tin nơi Phật pháp? Xin cảm ơn sư phụ. Trước hết mình phải có lòng tin mãnh liệt. Mình phải biết mình tin cái gì mà cái sự tin của mình nó đúng hay là không đúng. Rồi vị hôn phối của mình á, mình không được ép buộc người ta. Người ta tin không tin là cái quyền của người ta. Chính phủ cũng cho tự do tín ngưỡng thì mình không nên dùng cái sự hôn nhân á mà bó buộc người ta phải tin theo cái nào cái nào. Thứ nhất, tin Phật có nhiều cách. Thí dụ như mà mình đi chùa, mình lễ bái Phật, mình thắp hương, mình niệm Phật gì đó, rồi mình nghĩ rằng như vậy là tốt, rồi mình bắt buộc ông chồng mình không tin theo. Nhiều khi ông nói như vậy là mê tín gì đâu, không có đủ cái ông cảm thấy không có đủ cái bằng chứng, không có đủ cái lý lẽ để mà bắt buộc ông tin. Chứ không phải người đó là vô thần, hiểu chưa? Nhiều khi không, mình nói không có đủ cái lực lượng, mình chưa có đủ, mình tu chưa có đầy, mình nói người ta không tin. Thứ nhất, thứ hai, người chồng đó không có duyên với mình. Có duyên là có duyên chồng vợ thôi, chứ không phải có duyên đạo. Cái người khác, nhiều khi người khác, người bạn khác đến nói cái ông tin liền. Thí dụ vậy đó, phải đợi thời gian, phải đợi cái nhân duyên, và phải đợi cái lúc nào mà nhiều khi những người đó không phải là những người không tin tưởng đạo giáo, nhưng mà tại không có ai nói hay bằng, không có ai nói mà kêu bằng hợp lý cho ông tin được. Thí dụ vậy thôi, thì mình từ từ chứ mình nói không tin thôi chứ gì đâu. Mình vẫn phải lo bổn phận làm vợ như thường, là đợi cái nhân duyên nó đến thì ông sẽ tin. Mà nếu ông không tin thì thôi, có chi đâu mà lo. Thế giới này thiếu gì người không tin. Người tin đâu có bao nhiêu, hơi nào lo chuyện đó. Mình chỉ có nhân viên duyên chồng vợ thì mình lo vấn đề vợ chồng, mình lo bổn phận của mình thôi. Mình dùng hết sức mình nói mà nói không được thôi. Chứ không nên bắt buộc, không nên ép uổng, và không nên gây gổ với nhau vì vấn đề khác biệt quan niệm về tôn giáo. Thưa, những người dùng thần thông để trị bệnh, họ cũng thiền ban đêm vì ban ngày họ phải gánh vác những nhọc nhằn do bệnh nhân của thân chủ. Họ ăn mặn cũng thiền, nhưng mà thiền mở mắt và họ cũng thấy được kiếp trước của họ. Nếu họ ước nguyện để được thấy, chẳng hạn như là thấy Chúa, Phật, Tổ tiên và tiền kiếp, vậy họ thiền kiểu đó gọi là thiền gì? Nhưng họ ước nguyện để được thấy hay là họ thấy được? Dạ, họ ước nguyện. Còn thứ hai, có phải là một lối tu hay không? Điểm thứ ba, tu như vậy có được giải thoát hay không? Sư phụ nghĩ rằng ăn mặn khó mà giải thoát. Ăn chay thì không giải thoát, nhưng mà ăn mặn cũng giải thoát không được. Tu đúng phép mới giải thoát. Tu đúng phép mà phải ăn chay nữa. Tại sao? Mình thấy con vật nó đau khổ mà. Thí dụ như mình tu ăn mặn mà mình cũng thành Phật được đi nữa, thì vì cái lòng nhân đạo, vì cái lòng thương, mình cũng không nên ăn mặn. Hà huống chi ngồi đó mà cãi tới cãi lui hoài vậy, phải không? Mình thấy nó đau khổ, mình thấy nó không muốn chết là mình phải tha mạng cho nó rồi. Nhất là nó không có nói lên được một lời biện bạch, nó không có làm tội lỗi gì đối với mình. Những người mà có lòng thương phải biết rằng mình nên ăn chay, chứ không cần phải còn biện cái lối gì nữa cho nó mệt. Thứ nhất, cho nên tu mà ăn mặn á, thì Đức Phật Thích Ca có nói rằng chỉ lên được
cảnh giới làm ma vương thôi, chứ không lên tới cảnh Bồ Tát. Ma vương là cao lắm rồi đó. Ma vương phải là ma quỷ, hiểu chưa? Không phải cái kiểu mà độc ác gì. Ma vương chỉ là một cái cảnh giới thôi, cái cấp độ của người tu hành, mà nó chưa vượt khỏi cái sự hoang tưởng đó, kêu bằng ma vương. Ma vương là cái chữ Phạn đó là Maya. Maya có nghĩa là illusion thôi, nghĩa là còn ở trong vọng tưởng, còn ở trong mộng ảo, chứ không phải là nói cái về viện độc ác, hiểu chưa? Đấy. Cho nên không thể ra khỏi cái mộng ảo được. Đấy, nó như vậy. Bây giờ còn cái gì đó, tu mà chữa bệnh đó hả? À, nói vậy có lòng nhân cũng tốt lắm. Nhưng mà mình biết rằng những người của mình đây cũng có linh hồn như con vật vậy, mà mình đau một chút mà mình chịu không nổi, mình còn phải đi nhờ người khác gánh vác, thì tại sao con vật mình lại ăn nó được? Như vậy tức là nó trái ngược với cái lòng nhân của mình rồi. Cho nên tu thì phải tu luôn cho trót, thương người bệnh thì phải thương luôn những cái người đau, những con chúng sanh đau khổ khác chứ. Phật nói chúng sanh đều bình đẳng mà, chúng sanh đều có Phật tánh á. Cho nên nếu mình thương người thì mình phải nghĩ rằng cái sự đau khổ của con vật nó cũng giống vậy thôi. Quý vị có thấy con vật bị giết nó đau khổ, nó la lối cách nào không? Bây giờ quý vị không biết thì quý vị về giết con biết liền. Chừng ăn uống mà người ta làm sẵn thì nhiều khi mình không biết. Hay là đi coi mấy cái chỗ mà người ta giết mấy con vật đó, là về nhà quý vị hết muốn ăn thịt nữa rồi. Mà tu như vậy khó mà giải thoát. Tại sao? Tại vì trong cái lương tâm mình nó có một cái tòa án. Hoặc là nó có những cái chỗ mà để kêu bằng cái gì? Kêu bằng A-lại-gia thức đó. Nó ghi tất cả những cái hành động của mình làm đời đời kiếp kiếp. Mà bây giờ nếu mình làm những cái việc mình ăn mặn lên thì nó có những cái bằng cái gì? Cái tòa án lương tâm nó giết ở trong đó. Rồi mai mốt mình không thoát được cái sự dằn vặt của mình đó, chứ không phải giải thoát cái gì hết. Quý vị hiểu không? Chỉ trừ khi nào mình hối cải, mình dẹp, mình không làm những chuyện đó thì mình mới kêu bằng giải thoát mà thôi. Giải thoát là giải thoát tự lương tâm của mình, giải thoát tự cái tòa án của mình á, chứ không phải Phật nào kéo lên. Thưa sư phụ, có một chú ở sau muốn lên hỏi sư phụ cái chú hồi nãy hỏi. Hả? Rồi mời anh lại. Anh tu pháp gì vậy? Dạ. Anh tu pháp môn nào vậy? Dạ, niệm Phật hay là sao? Dạ, nếu mà nói tu thì là nó không đúng, mà nói không tu thì nó cũng trọt luôn. Thành ra thưa sư cô, tôi biết rồi, nhưng mà anh biết tôi muốn hỏi cái gì, chứ không phải mình đứng nằm biển hoài tới ngày mai ngày mốt. Dạ, tại vậy. Dạ thưa sư cô, cái phẩm kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp là cái phẩm Hoa Nghiêm. Phẩm cuối cùng là cái phẩm Pháp Hòa. Nhưng sau khi Đức Phật giảng giải hai cái phẩm kinh đó rồi đó, thì Đức Phật lại dạy rằng sau 49 năm thuyết pháp ta chẳng nói một lời nào cả. Như vậy chứng tỏ rằng cái chân lý giải thoát sinh tử luân hồi nó không nằm trong kinh điển, cũng đúng, như không nằm trong phương tiện. Đúng. Ngày hôm nay sư cô đến cái đất Houston này, sư cô đề bản rằng tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát. Như vậy sư cô đã dùng cái phương pháp khai ngộ, thì tại sao lại dạy những người ngồi trong cái hội trường này cái phương pháp tu quán âm và ăn chay cũng như ngồi thiền đại khái như vậy? Như vậy thì nó mâu thuẫn lại cái phương tiện và cái mục đích. Hai cái đó nó đã mâu thuẫn nhau rồi. Hai cái phương tiện giữa sư cô và cái phương tiện để mà sư cô chỉ dạy cho mọi người ở đây, nó đã mâu thuẫn một cách rõ rệt, bởi vì chân lý thì nó không dính mắc vào một cái phương tiện nào cả. Ok. Rồi. Bây giờ anh nói rằng cái xin nhắc anh cái kinh đầu tiên Phật giảng là ở giảng cho năm vị tỳ kheo nghe. Tôi không muốn nói cái thấp là cái bài kinh Tứ Diệu Đế, tôi không muốn nói chuyện đó. Tôi muốn nói kinh Hoa Nghiêm Đức Phật giảng giải cho tiên thần trời. Bây giờ thí dụ như anh nói rằng không cần cái phép gì cả, phải không? Khỏi cần tu gì hết, phải không? Thì thôi, anh nói gì đúng. Dạ thưa sư cô, tôi không nói như vậy. Tôi muốn nói đến cái phương pháp khai ngộ của sư cô. Sư cô dạy rằng tức khắc khai ngộ thì sẽ thấy được cái sự giải thoát sinh tử luân hồi trong hiện kiếp. Không thì phải. Thưa sư cô, như rồi. Vậy thì cái người mà đến đây để xin được sư cô khai ngộ thì cần gì phải ngồi thiền, hoặc là cần gì phải ăn chay, hoặc là phải làm theo những cái phương tiện khác? Tức khắc khai ngộ không phải là hoàn toàn khai ngộ.
mình khai ngộ rồi mình phải khai tiếp, và mình phải trưởng dưỡng cái ngộ đó. Thí dụ như bây giờ anh đi vô trong trường đại học ha, anh ghi tên vô học đại học rồi anh đã trở thành sinh viên đại học liền ha. Không có thể ai mà người nào gọi là anh là sinh viên trung học nữa hết, học sinh trung học nữa hết. Khi mà anh đã ghi tên vô trường đại học, anh đã qua cái lớp trung học rồi là anh là thành học sinh đại học phải không? Nhưng mà anh còn 5, 6, 7 năm mới thành bác sĩ chứ. Dạ thưa sư cô, phải học hỏi, phải hành chứ. Dạ thưa sư cô, tôi không đồng ý cái sự trả lời như vậy. Thưa như vậy, trước khi tôi đi vào chi tiết của câu hỏi, tôi xin được phép sư cô cho tôi biết cái chữ ngộ mà sư cô muốn giảng diễn đó, nó là cái gì? Rồi, trong cái kinh của Bồ Đề Đạt Ma đó, Ngài nói rằng khai ngộ là thấy tánh, mà tánh đó là cái sự quang minh. Cho cái khi mà mình truyền tâm ấn, thấy liền cái quang minh đó, cái tánh của mình là cái hào quang, hiểu chưa? Chứ không phải tánh của mình là cái gì mà có thể dùng ngôn ngữ nói ra được. Cho cái khi mà truyền tâm ấn, thấy liền cái tánh của mình, cho nên kêu tức khắc khai ngộ. Nhưng mà khai ngộ một ngày đâu có đủ, tại vì mình may mình quên nữa, thí dụ vậy đó, hoặc là may mình bị cái sự ràng buộc của thế giới này quên, mình phải tập hoài, đặng cho có lúc nào khi mình mất đi mình không quên nữa. Tất cả những pháp Phật đều như vậy. Thí dụ như phương pháp niệm Phật, Phật đâu có biểu niệm một câu thôi đủ đâu, phải niệm hoài chứ. Còn tất cả những vị tỳ kheo của Phật, Ngài đều vậy, phải giữ giới hoài chứ. Bọn anh nghĩ tỳ kheo của Phật không khai ngộ sao? Khai ngộ chứ. Thí dụ như những ngày mà người mà sau này nối gót của Phật đi truyền pháp, người ta đều đã khai ngộ hết. Nhưng mà cái sự ngộ không có ngộ hoàn toàn, phải từ từ ngộ thêm hoài cho tới khi mình vững vàng, mình tin chắc vậy đó. Thí dụ như một đứa bé sinh ra nó đã là con người rồi, nhưng mà nó phải ăn uống, nó phải học hành, nó mới lớn khôn. Thưa sư cô, anh nói thì tôi hiểu rồi. Thí dụ như vậy ha, đúng, khai ngộ xong là mình có thể nói là mình khai ngộ hoàn toàn. Nhưng mà tại vì đời đời kiếp kiếp cái đầu óc mình nó bị tiêm nhiễm những cái quan niệm khác, cho nên mình phải mỗi ngày phải nhắc nhở mình hoài, rồi mình sau này mình cuối cùng mình mới vững vàng, mình mới biết là ta là đúng là Phật. Nhưng mà cái lúc đó biết không phải như cái lúc dùng ngôn ngữ nói như bây giờ đâu, biết nhưng mà không biết, không phải nghĩ rằng mình là Phật, mình ngon lành cái kiểu như mà phàm phu diễn giải như vậy. Tôi nghĩ rằng anh phải tu anh mới hiểu những lời tôi nói, không bây giờ mình biện tới 3, 4, 5 năm cũng vậy thôi à. Biện đã có nhiều người biện rồi, biện từ ngàn năm nay, tốn bao nhiêu giấy mực, tốn bao nhiêu nước miếng nước mồm rồi đánh nhau cũng nhiều, rồi cãi nhau cũng nhiều, thành ra sư phụ không có muốn biện nữa, nhưng mà chỉ muốn nói rằng tức khắc khai ngộ. Người nào không tin dẹp, có gì đâu, ai ép buộc gì đâu. Tôi đồng ý sư cô cái điểm đó, nhưng thưa sư cô, theo cái chữ ngộ của đạo Phật mà tôi hiểu được, ngộ là thấy lại cái ta chân thật của mình. Đúng, cái đúng đó vậy. Gọi là cái chân như. Đúng, đúng cái vậy. Mà gọi là mình đã trầm luân bao nhiêu đời đời kiếp kiếp để đi tìm nó mà không thấy. Đó, đúng thì vậy. Thì cái ngộ đầu tiên của cái người tu theo đạo Phật hoặc là hiểu biết qua đạo Phật là cái quả vị tu đạo Hoàng. Thưa sư cô, cái quả vị đó đã giải thoát sinh tử luân hồi rồi. Đã rồi, vượt qua 28 tầng trời rồi, thưa sư cô. Sau cái quả vị đó, nếu cái người đó họ muốn tiến lên thì họ đi hành những cái nguyện Bồ Tát, thì họ trên họ sẽ tri kiến được Phật, dưới họ thấy được chúng sinh đau khổ. Điều đó là cái điều mà tôi muốn nói, là cái chữ ngộ mà tôi hiểu đó, khi mà đã nói rằng ngộ là thấy lại cái bản tánh chân lai của rồi, mình. Rồi, ok. Thưa sư cô, anh nói rất đúng. Anh nói rất là đúng. Bây giờ cho phép tôi hỏi anh câu, anh đã ngộ chưa? Dạ. Lấy cái gì để ngộ thưa sư cô? Tại sao anh nói ngộ nhiều vậy mà giờ anh hỏi lấy gì để ngộ? Thì anh nói anh hiểu như vậy, tôi mới hỏi anh hiểu đó. Dạ, bởi vậy chính tôi cũng nghĩ rằng sư cô hiểu, thành ra tôi mới hỏi lại sư cô. Thưa sư cô, lấy cái gì để ngộ? Mà anh trả lời câu hỏi tôi trước. Dạ thưa, đó là câu trả lời đó. Hỏi là trả lời đó thưa vậy sư tại cô. Sao anh phải lên anh nói cho nhiều như vậy? Nếu không lấy dạ, thưa, gì để tôi ngộ làm sáng tỏ một cái vấn đề mà tôi thắc mắc, là như hồi nãy tôi đã nói là cái chân lý nó không có dính mắc vào một cái phương tiện nào hết. Anh dính mắc cho ai dính? Anh dính anh phải cãi ùm sùm, nếu mà không dính anh đã không cãi rồi. Dạ thưa sư cô, tôi không có cãi đâu. Tôi không có cái ý nghĩ cãi. Thôi, ok. Cảm ơn sư cô. Lẽ ra đó,
anh này nói cũng phải chứ không phải đâu. Tại vì á, những người đã khai ngộ rồi không có nói được ra cái này, càng nói nó càng kẹt. Nhưng mà bây giờ những người khác người ta cứ bắt buộc sư phụ phải nói, hiểu không? Rồi không nói không được. Thành ra sư phụ cứ hỏi hoài, có hiểu không, có hiểu không? Tại vì biết rằng những cái ngôn ngữ không thể nào diễn tả được cái sự mà hiểu biết của mình ở bên trong. À, trước khi đến đây Hoằng Pháp, hoặc là trước khi đến gặp quý vị, sư phụ ở trong một cái núi, chỗ đó vui lắm. Có cái bờ sông, sư phụ ở một mình với hai ba người nữ tu nữa. Rồi đó vẽ hình rồi đó. Rồi uống trà, nấu mì đồ ăn với nhau. Mỗi ngày như vậy, sư phụ ở 2, 3, 4, 5 tuần, 2, 3 tháng gì đó, sư phụ không có muốn đi ra nữa. Tại sao? Không phải sư phụ không có tâm từ bi, hoặc là sư phụ không có muốn độ chúng sanh, không có cái đó, cái lúc đó không có nghĩ gì độ chúng sanh, mà không có nghĩ từ bi nữa. Nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều là Phật rồi, không có chuyện gì mình phải làm hết á. Nhưng mà có những chúng sanh không tin tưởng rằng mình đã là Phật rồi. Cho nên bắt buộc sư phụ kéo sư phụ ra năn nỉ với thơ rồi này kia nọ. Rồi sư phụ không nỡ làm thinh, người ta yêu cầu mình mà mình cứ làm cao, mình ngồi đó hoài sao được. Chứ không phải sư phụ ham muốn cái sự diễn giảng này, mà cũng không phải sư phụ nghĩ rằng quý vị ngu muội. Tại quý vị nghĩ rằng quý vị ngu muội mà thôi. Nhưng bây giờ lỡ vậy rồi, quý vị yêu cầu sư phụ phải ra mà nói, ráng nói được cái nào hay cái đó, quý vị hiểu được cái nào hay cái đó, quý vị ngộ được cái chút nào hay chút đó. Chứ còn bây giờ thật tình sư phụ không nghĩ rằng thế giới này cần cái gì cho sư phụ hết. Cần tôi phải làm cái gì hết, tôi không cần phải làm cái gì, không ai cần tôi cả. Nhưng mà tại sao có người nghĩ rằng họ còn cần sư phụ? Cái này sư phụ cũng không hiểu được. Nhưng mà thôi, có cần thì thôi, sư phụ ráng giúp. Ví dụ như người tị nạn. Người tị nạn người ta nói theo Phật giáo là nhân quả của người ta, phải không? Cái gì cũng không không hết à, không đau, không khổ, không xấu, không tốt, không thanh, không tịnh, không tăng, không giảm. Tại sao sư phụ rồi đi giúp đỡ họ làm gì? Đâu phải sư phụ không hiểu những cái đó. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta cần giúp, mình phải giúp. Chứ không phải sư phụ cần giúp họ, hoặc là sư phụ nghĩ rằng họ cần, nhưng mà họ nghĩ rằng họ cần. Quý vị có hiểu chưa? Thì năn nỉ bắt buộc, thí dụ như yêu cầu quá sư phụ phải ra giúp, có bấy nhiêu đó thôi à. Chứ sư phụ giúp cũng như không giúp, làm cũng như không làm. Làm mà không nghĩ rằng mình làm không nghĩ rằng mình quan trọng, không nghĩ là không có mình thì thế giới sẽ chết tiêu. Không phải vậy. Tại ai yêu cầu mình ra, ai yêu cầu mình phải làm cái bổn phận vậy thôi. Chứ dụ họ yêu cầu hoài mà mình không ra, người ta cũng đau khổ, người ta cũng khóc lóc, người ta cũng trách móc mình. Như vậy không tốt. Làm người với nhau phải có cái tình bàn giao à. Người ta cần cái gì mình có thể được, mình phải giúp đỡ. Thí dụ như con nít nó muốn uống sữa đi à, sư phụ không bao giờ uống sữa được. Từ hồi lớn lên tới giờ uống sữa cái nhiều khi nó đau bụng, sư phụ không thích uống sữa. Sữa nó cũng từ con vật nó ra, nhiều khi sư phụ cảm thấy không có được, không thích uống à, uống nó hôi. Nhưng mà con nít nó đòi uống sữa, sư phụ có thể nói rằng mày uống làm gì, ăn cơm như tao không sướng sao? Thí dụ vậy đâu có được. Nó muốn uống sữa phải cho nó uống chứ, nó là con nít mà. À, thí dụ vậy đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng sư phụ ham ra đây hoằng pháp, hoặc là ham nói những chuyện này. Sư phụ nói như là nói không có nói gì hết trơn á, không có nghĩa lý gì. Nhưng mà quý vị cần thì sư phụ nói vậy thôi chứ, mà nói chưa chắc đã nói được hết những cái gì. Nhưng mà có người hiểu được, có người thích như vậy thì đủ rồi, đủ vui lòng cả hai bên rồi. Chứ bây giờ quý vị thành Phật được hay là không thành Phật được, cái đó còn tùy duyên nghiệp của quý vị nữa, chứ đâu phải tùy cái sự nói của sư phụ đâu. Nếu mà nói được á, thì kinh điển nó nhiều quá rồi, sao ai coi cũng không thành Phật hết trơn á. Có gì phải sư phụ phải nói còn hay hơn sư phụ, những cái văn chương còn lưu loát hơn, nói còn kêu bằng cái gì, còn có vẻ mạnh mẽ hơn sư phụ nói. Sư phụ nói chuyện có vẻ kêu bằng cái gì lạc, không có ép buộc gì hết trơn, không có nói một cách kêu bằng cái gì mạnh liệt hà. Thành ra những cái sự nói đâu có quan trọng gì, nhưng mà bởi vì có người thích nghe, có người yêu cầu, rồi không làm không được vậy đó. Có bao nhiêu đó thôi. Quý vị có hiểu không? Hiểu không? Cảm ơn. Dạ thưa, một người đã chết từ Việt Nam, người thân chủ của họ vượt biên qua Mỹ. Tại sao linh hồn của người chết vẫn bám víu theo thân chủ của người sống tại qua đến Mỹ? Có phải linh hồn đó có thể bay tới đâu thì bay họ muốn hay không? Và chỉ có người đó có duyên với linh hồn đó mới có cảm nhận được hay không? Phải. Nói ở cái thế giới thấp là nó vậy như vậy đó.
cũng như thù hận cái cõi đời này, những người nào có thù hận với mình á, hay cứ chạy theo mình. Dạ thưa, khi được thọ tâm ấn với sư phụ rồi, tức là sư phụ đã cắt đứt nghiệp từ những kiếp trước. Vậy nếu người ở trong gia đình hoặc bạn bè đôi khi xài chung giày dép hoặc áo quần khoác ở ngoài, có phải sợ bị nghiệp chướng của họ truyền qua mình hay không? Xin cảm ơn sư phụ. Sợ thì đừng có mang hỏi gì. Nếu mà cái tâm mình còn vướng mắc, còn sợ thì mình đừng nên dùng. Hiểu chưa? Mà nếu mà tâm mình đã vững vàng rồi, không sợ nữa thì có thể dùng được. Cái đó là nhất thiết vi tâm tạo mà thôi. Khi nào cái tâm mình vững vàng á thì mình làm những cái điều vững vàng. Khi nào cái tâm mình chưa vững thì mình làm theo cái chưa vững. Quý vị hiểu không? Thí dụ như tất cả những kinh điển, những cái giới luật cũng đều là như vậy mà thôi, cũng đều do tâm mình mà thôi. Nhưng mà khi cái tâm mình nó chưa có vượt khỏi thì mình phải làm theo. Thí dụ như con bò, lẽ ra nó không có cái gì đó, cái vòng mà kéo trong mũi thấy không? Hả? À, nhưng mà nó đã bị xỏ mũi rồi, bây giờ nó không cắn ra được, nó không bẻ ra được thì nó phải đi theo cái người mà cái gì kéo nó, chứ không phải bổn lai nó là phải đi theo như vậy. Giới luật thì cũng như vậy, đời đời kiếp kiếp nó đã định ra những cái giới luật rồi, làm những cái gì thì xấu, làm những cái gì thì tốt, thí dụ vậy đó. Bây giờ mình cái tâm mình nó chưa có đủ dũng chí đi dũng khí để mà vượt qua những cái phong tục tập quán hoặc là những cái sự mà tẩy não đó thì mình phải đi theo đặng cho khỏi đau khổ, cũng như con trâu nó phải đi theo cái người dắt đặng cho nó cái lỗ mũi nó khỏi đau vậy thôi. Quý vị có hiểu chưa? Nếu mà nó bẻ được ra thì nó khỏi đi theo. Cho nên nói rằng thành Phật rồi không còn thấy xấu tốt, không còn thấy những cái sự mà phân biệt nữa, nhưng mà cũng vẫn đi theo cái thế giới như thường đặng mà tránh cái sự phiền não cho mình, đang là làm gương cho đệ tử. Xin thưa, xin sư cô giảng dùm ý nghĩa của sâu chuỗi. Tại sao lại có 18 hạt, 36 hạt và 108 hạt? À, cái này mệt quá, sư phụ không hiểu rồi. Mấy chục hạt cũng được mà, nhầm gì đâu. Tại hồi xưa có 18 vị A-la-hán đó, hoặc là 36 vị tu hành gì đó, hoặc là nhiều khi có 36 điều luật gì đó, mỗi cái nó có nhiều cái điều khác nhau. Nhưng mà mình ngồi đó mình học mấy cái này hoài mệt lắm. Hiểu chưa? Học những cái gì mà cho nó thuộc về giải thoát luân hồi, chứ còn thêm hoài những cái phiền phức gì vậy thì biết chừng nào mới rửa cho nó hết. Mặc dù nó có ý nghĩa gì đó cũng không có giúp mình được giải thoát sinh tử. Chưa? Theo thu phép Quán Âm là tự tâm thấy tâm của mình rồi giải thoát. Chứ còn cái này 18 hộ hay 28 hộ kệ đó, không có dính mắc gì tới cái linh hồn của mình sau này hết. Thưa, thế nào là vô ngã? Đức Phật có tự cho mình là giáo chủ và bậc vô thượng sư hay không? Đức Phật có cho không, cũng không cho mình, nhưng mà cũng là cho mình. Tại Đức Phật biết rằng mình thành Phật, nhưng mà cái người thành Phật họ biết, không phải họ dùng cái ngã để mà biết, không phải họ cao mạng để mà họ nói cho mình hay để mình tôn trọng họ. Họ chỉ nói một sự thật thôi, cũng như anh thành bác sĩ, anh nói tôi mới đậu bác sĩ hôm qua. Nhiều đó thôi chứ có gì đâu mà ngã chứ không ngã. Ngã không ngã thấy cái người đó biết liền. Hiểu chưa? Nhiều khi cái người đó người ta không nói người ta thành Phật, hoặc là người ta không nói là người ta cái gì hết, mà mình thấy mình nghe cái mùi cái mùi kiêu ngạo, thấy không? Cái mùi ngã nó lớn lắm. Còn những người nhiều khi người ta nói tôi có tu pháp này, tôi cảm thấy tôi được giải thoát, tôi có giải thoát. Thí dụ như người đồng tu nói như vậy, nhưng mà mình không ngờ ngửi thấy cái mùi của họ tự cao tự mạn gì hết. Cái đó không phải xét người, xét cái chữ làm cái gì. Đức Phật không có phải nói là mình vô thượng sư, nhưng mà đệ tử tôn xưng. Nhưng mà Đức Phật cũng có nói mình là Phật. Ngài đi đâu ngài cũng xưng ngài là Phật chứ không xưng cái gì. Khi mà cha của ngài kêu ngài bằng con đó, ngài nói xin phụ vương đừng kêu bằng con nữa mà phải kêu bằng Phật, tại con đã thành Phật rồi, phải không? Nói vậy có phải là kêu mạng không? Hả? Cái đó còn tùy người chứ. Nhiều người làm bộ nhún nhường nhưng mà kêu gần chết đó chứ. Có nhiều người ta nói chuyện bình thường thôi. Thí dụ người ta giàu, người ta nói tôi giàu. Người ta nói 1 triệu bạc, người ta có 1 triệu bạc trong nhà băng. Mình hỏi người ta nói thiệt, người ta nói tôi có 1 triệu. Nhưng mà một cách bình thường thôi, tại vì người ta có nó quen rồi. Người ta có nhà giàu quen rồi. Người ta sinh ra trong sự giàu có, người ta thấy sự giàu có không quan trọng gì nữa. Những người thành Phật rồi người ta thấy cái ngôi vị Phật cũng không có quan trọng gì. Bất quá là ai hỏi thì phải nói sự thật.
Nói không có nghĩa là mình dính mắc ở trong đó, hoặc là không nghĩa là chấp nhất ở trong đó. Nhưng mà nói là một sự thật thôi. Cũng như anh đậu bác sĩ lâu rồi, không lẽ anh cứ ngồi đó anh kêu ngạo hoài, anh nghĩ tôi là bác sĩ. Không phải như vậy, nhưng mà ai hỏi thì mình nói, phải không? Đậu lâu rồi, đậu bác sĩ riết rồi nó quen rồi, cảm thấy không có gì, phải không? Cũng như vậy, những vị nào thành Phật rồi, thành Phật lâu rồi cũng thấy không có gì đâu. Thành Phật rồi không có nghĩ rằng mình thành Phật, không có nghĩ rằng mình là Phật, không có nghĩ mình rằng là một cái gì vô cùng trọng đại nữa. Không. Không có vậy đâu, không có như quý vị nghĩ như vậy đâu. Tại quý vị thành Phật rồi quý vị sẽ biết, nó không giống như mình nghĩ vậy đâu. Mình chưa thành Phật mình nghĩ thành Phật như thế này, như kia, như nọ, trật hết. Cái gì cũng trật hết á. Thưa, đôi lúc trong vấn đề đời sống, nghề nghiệp như là chính trị và buôn bán vân vân, để tạo nên tội lỗi, có kết quả sẽ như thế nào khi chết đi? Ồ, cái này đọc Kinh Địa Tạng biết liền. Kinh Địa Tạng có nói người làm tội gì thì nhận được cái kết quả gì. Hả? Khỏi cần sư phụ nói, rồi nói hăm dọa quý vị. Quý vị về đọc Kinh Địa Tạng á. Thưa, tấm này có nhiều câu. Thứ nhất, truyền tâm ấn là gì? Nghe nhiều người nói như vậy, thật ra không hiểu rõ. Truyền qua hư không là gì? Truyền cái gì? Truyền qua hư không. Truyền qua hư không. Thì quý vị truyền đi rồi biết chứ, giờ ngồi đây làm sao nói mấy cái chuyện mà nó không thể dùng ngôn ngữ tả được. Truyền tâm ấn có nghĩa là cái Phật tâm của cái người mà đã đạt được Phật tánh á, nói chuyện với cái Phật tâm của cái người mà chưa có biết rằng mình có đạt được Phật tánh. Cái này là nói chuyện trong cái cao cấp, trong cái linh hồn, trong cái thế giới thượng đẳng đó. Mà nói chuyện không dùng ngôn ngữ, nhưng mà hai bên hiểu được, rồi nhận thức được. Cho nên cái sự hiểu biết nó tăng gia lên. Tăng lên rồi cái người đó cảm nhận được mình không giống như hồi xưa. Mình không phải là sát phàm, mình không phải là những người tội lỗi. Mình là bản lai diện mục của mình là tối thượng, mình là Phật, mình có Phật tánh. Đó kêu bằng truyền tâm ấn. Bây giờ dùng cái phương pháp mà dùng ngôn ngữ nói ra thì không được. Bởi vậy cho nên nói bằng là giáo ngoại biệt truyền, không dùng kinh điển kêu bằng. Và cũng có nói rằng thiền không có dùng ngôn ngữ. Nếu mà dùng ngôn ngữ nói được hết á, thì chắc không có người nào mà chửi bới sư phụ, không người nào phê bình sư phụ đâu. Bởi vì nói không được. Là không có chứng minh bằng cái sự mà vật chất được. Chứ nếu chứng minh được khỏe quá, sư phụ chạy ra đây lật ra cái gì, mở ra cái rộp vậy đó là quý vị thấy liền là khỏe. Cô Thanh Hải kêu là Phật đây, cái phép này là phép hay lắm này. Như vậy làm sao nó dễ quá. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca đâu có bị người ta chửi bới, Đức Chúa Giê-xu đâu có bị người ta đông đình. Cảm ơn quý vị. Thưa, nếu cứ ăn chay ngồi thiền mà không giết súc vật, nếu những thú dữ không bị diệt, một lúc nào đó chúng sẽ quá nhiều và có hại đến loài người, lúc đó loài người sẽ ra sao? Quay qua giết thú dữ như thế là sẽ phạm tội sát sanh. Cô nghĩ sao về chuyện này? Cảm ơn quý vị lòng từ bi hỷ xả. Lòng từ bi của quý vị rộng rãi quá. Có nhiều con vật mình đâu có giết nó, mà đâu có sanh sôi nảy nở ra đâu. Cái định luật, cái tạo hóa họ tự nó sinh tồn. Còn thí dụ như con bò đâu phải là thú dữ, con heo đâu phải là thú dữ, quý vị đâu phải mỗi ngày ăn thịt cọp đâu mà nói giết thú dữ. Hả? Quý vị ăn thịt gà, thịt heo, thịt chó, thịt bò. Đó là toàn những con thú hiền không à. Bây giờ quay lại hỏi thú dữ thì sư phụ không biết đường nào nói. Hỏi lẹ. Thưa, nếu tôi đã lớn tuổi và đã có thể trường trai được, xin hỏi có thể được truyền tâm ấn hay không? Trường trai lâu rồi phải không? Được. Trường trai được. Những người lớn tuổi quá mà bắt đầu phải ăn chay, sợ chịu không quen cái sự mà đột ngột cải biến. Chứ còn đã ăn chay lâu rồi thì được. Thưa, kính thưa sư cô, ăn chay có được ăn củ hành hoặc là tỏi hay không? Còn câu thứ hai là ăn chay có được ăn trứng hay không? Từng câu ha. Ăn hành ăn tỏi nếu mà quý vị muốn ăn thì ăn được. Điều nó hôi ham, người khác chịu không nổi.
Rồi mấy người mà người ta kêu bằng theo đạo Phật chân chính đó, người ta sẽ cười quý vị. Người ta sẽ nói quý vị tại sao ăn hành ăn tỏi. Mặc dù người ta ăn mặn không sao, nhưng mà quý vị ăn hành ăn tỏi người ta sẽ cười. Người ta nói là ăn hành ăn tỏi trong Kinh Lăng Nghiêm có nói là không được. Hiểu chưa? Cho nên mình ở trong cái thế giới này mình phải chiều chuộng theo người ta vậy thôi. Chứ còn sư phụ nghĩ ăn hành ăn tỏi mua sao đó, đâu có giết chóc ai đâu. Nhưng mà nếu quý vị sợ người ta cười, sợ người ta nói mình phạm giới thì phải ăn theo. Đừng có ăn hành ăn tỏi, mấy người Phật giáo chân chính họ sẽ sưởi, biết không? Có nhiều đó thôi à. Còn trứng, trứng không có phải là vegetable. Trứng không phải là cái gì? Cải. Cho nên mà không kêu cả ăn rau cải được. Trứng nó có thể sinh ra động vật. Nhiều khi bây giờ mình nói nó không sinh ra tại vì cái phương pháp mới đó nó sinh, nhưng mà nó cũng có một nửa trọng rồi, chứ có cái nửa của cuộc sống ở trong rồi. Có âm hoặc là có dương ở trong rồi. Nó cũng từ con vật mà sinh ra, rồi con vật đó nó ăn con trùng, con dế, con sâu đó, con bọ đó, nó sinh ra cái trứng, mình ăn nó cũng không được thanh tịnh. Nhưng mà quý vị tu rồi, mai mốt tu lâu cái pháp Quán Âm rồi, thí dụ người nào mời quý vị ăn trứng, quý vị mửa ra đó, cái mùi nó tâm chịu không nổi đâu. Tại quý vị tưởng rằng bây giờ quý vị ăn mặn cũng như ăn chay mà thôi. Quý vị mai mốt ăn chay lâu rồi sẽ thấy ăn mặn ăn chay nó khác cái chỗ nào. Chứ bây giờ nói là không có thực hành, không thể nào hiểu được. Thí dụ sư phụ nói một cái chuyện này thôi. Không phải là quý vị đừng nghĩ rằng sư phụ công kích quý vị ha. Tại quý vị hỏi sư phụ phải nói. Mà có cái chuyện gì sự thật sư phụ phải nói. Mặc dù quý vị không có thích, không thích nghe, nhưng mà cũng đừng có giận. Người ta tự do ngôn ngữ mà, phải không? Mình không nghe thôi chứ có gì đâu. Sư phụ đi quên Panama hả? Panama tên là cái thế giới ở bên Trung, cái chỗ bên Trung Mỹ đó ha. Có một cái cậu đó, cậu ăn chay 2 năm rồi, mới 2 năm thôi. Theo sư phụ học mới kỳ này thôi, kỳ này mới đi truyền tâm ấn, sư phụ qua Panama truyền tâm ấn. Có một lần, có một bữa đó, cả một đoàn thầy trò đó, kêu bằng thầy trò chứ thật ra sư phụ coi quý vị như bạn bè thôi. Nói thầy trò là theo cái ngôn ngữ trần gian đó thôi nha, phải nói như vậy chứ đừng nghĩ sư phụ cao mạng nha, tội nghiệp sư phụ nha. Cao làm gì, sư phụ thấp lè tè, cao làm gì. Rồi thầy trò đi qua cái chỗ kia, nó có một cái nhà của người đồng tu đó. Đó có sông, có biển là sư phụ thích mà. Sư phụ thích tắm sông mà. Thích những chỗ cây cối rồi mát mẻ, những cái chỗ tự nhiên. Rồi sư phụ cắm lều ở bờ sông rồi vẽ hình này kia, uống trà. Đi ngang qua cái chỗ kia, nó nuôi gà. Cái muốn ngừng lại đang kêu điện thoại đó. Ồ, nghe cái mùi chuồng gà, phân gà, sư phụ chịu không nổi, sư phụ muốn buồn nôn rồi. Không phải sư phụ nói rằng mình là cao hơn ai, tại nó vậy. Bây giờ sư phụ biết làm sao bây giờ? Mình nó kêu bằng, nó có sensitive á, mẫn cảm á. Cứ nghe cái mùi chịu không nổi, muốn buồn nôn, sư phụ nói thôi làm ơn đậu xa xa một chút được không? Nói với học trò đó, chứ ở đó đâu có ai nữa đâu mà mình phải làm le rồi cho nó mình ngon mà học trò không à. Sư phụ biết đi đậu xa một chút, sư phụ muốn buồn nôn rồi. Cái cậu nhỏ mới ăn chay 2 năm cũng mới nói hồi trước con có lại đây chơi hoài mà con không có nghe cái mùi này buồn nôn. Bữa nay con cũng thiệt nghe cái mùi buồn nôn. Bây giờ mới biết ăn chay ăn mặn nó khác nhau. Hồi xưa con ăn mặn con lại chỗ này con chơi hoài con không thấy cái gì hết. Mà bữa nay con cũng thấy buồn nôn thiệt. Đó là một trong những cái sự mà khác biệt thôi. Những cái giác quan của mình nó biến thành vi tế hơn một chút. Những cái cảm nhận của mình nó vi tế hơn hồi xưa. Những cái sự ngộ biết của mình nó hơn hồi xưa nhiều lắm. Quý vị tại không thử, thành ra quý vị cứ trách sư phụ tại sao phải chấp ăn chay ăn mặn. Rồi quý vị cứ nói sư phụ chấp này chấp kia. Không phải đâu. Nếu không chấp ăn chay tại sao phải chấp ăn mặn, thấy không? Thì bỏ mặn đi cho rồi à, thử coi chứ. Chưa thử mà cứ nói hoài. Cũng như con cá nó ở dưới nước mà cứ cãi con rùa hoài. Rồi con rùa nó biết làm sao mà nó chứng minh cho được. Thì đi lên bờ đi biết. Kính thưa sư phụ, có một câu của tiếng Anh con xin phép đọc. I am a woman priest in the Liberal Catholic Church. I wish to thank you for gracing our city with your love, light and wisdom. My love and blessing go with you and your teachings, Reverend Mother Molly Strickland. Thank you. That's good. That's very nice. Please stand up so everyone see you. You're also a representative of light. Thank you so much for attending. Thank you. Thank you for your kind words. Thưa, tại sao có những người đã tu trong chùa cả 10 năm hoặc 20 năm, nhưng rồi sau đó lại bỏ chùa và không ăn chay nữa, để rồi tìm niềm vui trong nam nữ?
tìm là vui. À, cái đó tự do của họ chứ, hỏi tại sao làm gì? Hả? Thí dụ như anh đi lính 20 năm rồi anh về hưu chứ. Anh không muốn đi lính nữa thì anh ra ngoài anh làm cảnh sát hoặc là anh bán hàng hay có gì đâu. Mỗi người tự do chọn lựa hả? Nhiều khi người ta đi tu ở trong chùa mà không có những cái sự chỉ dẫn rành mạch, không có những vị thầy cao minh dạy dỗ cho họ, rồi họ coi kinh điển, họ mịt mù, họ không hiểu. Rồi họ thấy ăn chay rồi cũng chùa chiền cũng cãi nhau ôm sùm, cũng chửi với nhau, vị bán nhau ôm sùm, họ thấy họ cũng chán, họ nghĩ ăn chay không có lợi, tu hành không có lợi. Cái đó tại vì những người tu hành có lẽ trong cái chùa đó không có làm gương sáng cho họ, hoặc là không có theo đúng cái đường lối của Đức Phật dạy dỗ, làm cho người đó chán, hoặc là người đó tự mình không tìm tòi học hỏi cho nó chính đáng rồi tự chán, hoặc là cái duyên của người đó chỉ xuất gia được có mấy năm thôi hoặc mấy chục năm thôi rồi phải đi ra làm những chuyện khác. Mỗi người có mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, như cái khúc sông vậy, nó có khúc thì thẳng, khúc thì cong queo, khúc thì lớn, khúc thì chảy mạnh, khúc thì chảy yếu yếu. Hả? Mình kể hóa cái chuyện nó quan trọng gì tới mình. Mình hỏi mình có tu được chắc chắn không mới là điều quan trọng. Còn những người khác rồi tu rồi rớt lên rớt xuống, cái đó chuyện của người ta. Hả? Thế giới mà bao nhiêu người mình mà hơi nằm lo cho hết. Thưa, còn câu thứ hai, có phải thời gian tu hành của họ tới đó là hết hay không? Và họ đã mắc nợ một người khác phái từ đời kiếp nào, bây giờ người đó đi tìm họ để mà hai người đã kết duyên chồng vợ. Xin cảm ơn sư phụ. Sư phụ không phải thầy bói. Nó không biết người nào mắc nợ người nào hết. Theo cái sự giảng dạy đại khái nó như vậy. Thì nãy đã nói hết rồi. Okay. Thế câu này cũng có hai câu nữa. Câu thứ nhất, nhập định và ngồi thiền là, mà thấy được cảnh giới có phải là một hình thức của đã xuất hồn hay không? Kính thưa sư phụ, chỉ dạy. Nhập định và thấy cảnh giới có nhiều cái trường hợp. Ví dụ nhiều khi cảnh giới nó giả, nhiều khi cảnh giới nó thiệt. Nhập định cảnh giới thấp và nhập định cảnh giới cao. Cái này phải tự hỏi vị thầy chỉ dẫn của mình mới được, chứ không phải hỏi mông lung vậy. Phải nói cảnh giới ra cho vị thầy của mình biết. Rồi phải cái vị thầy đó dạy cho mình cách nào để mà mình phân biệt cảnh giới giả, cảnh giới thiệt, hoặc là nhập định giả, nhập định thiệt. Okay. Thưa câu thứ hai, hiện thời cũng chưa được ăn chay trường được, con có thể ngồi thiền được hay không? Và nếu được, kính xin sư phụ chỉ dạy cho cách ngồi thiền và thời gian thiền. Cái này sư phụ có chỉ rồi mà, phải không? Thôi quý vị, nếu không có ăn chay được thì cũng tạm ăn chay được chừng nào hay chừng đó. Phải có lòng tin tưởng vào đấng tối cao, Thượng Đế hoặc là Phật Tổ tự bi. Rồi khi mình ngồi thiền á, mình phải để ý chỗ con mắt trí huệ của mình đó. Từ đó mình coi như mình dùng mắt huệ mình nhìn thẳng ra trước. Có cảnh giới gì thì mình cứ niệm Phật á, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm danh hiệu của Chúa. Như vậy cũng tạm kêu bằng ngồi thiền. Có cảnh giới gì thì cũng đừng mừng mà cũng đừng sợ. Từ từ cũng cảm thấy sẽ cải biến được chút ít trong cái đời sống tâm linh của mình, và cái sự khai mở trí huệ của mình cũng có thấy rõ ràng. Nếu mà ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng như vậy thì cũng tạm được lắm. Mà nhớ niệm Phật hoặc niệm danh của Chúa khi mà thấy những cái cảnh giới gì đẹp hoặc là xấu, chứ đừng có chấp nhất vào những cái cảnh giới đó. Nếu gặp ma thì đừng sợ. Gặp Phật thì phải hỏi chuyện đạo. Nhưng mà ăn mặn khó gặp Phật lắm, mà thôi kệ. Thôi làm đỡ đi. Làm thử coi, biết đâu cái số mình may trúng độc đắc. Thưa, hiện giờ con đã ăn chay và trong tương lai con muốn xin được truyền tâm ấn, nhưng vì con còn quá bận với gia đình và công việc nên chưa có thể ngồi thiền từ 2 đến 3 giờ trong một ngày. Như vậy có thể được xin sư phụ chấp nhận không? Xin cảm ơn sư phụ. Thì thôi ngồi tạm. Ngồi tạm cho tới khi nào rảnh thì ngồi thêm nhiều. Có chút đỉnh còn hơn không. Tại quý vị muốn vậy, không lẽ sư phụ từ chối. Quý vị tu ngồi thiền nhiều thì tốt cho quý vị, chứ không phải tại sư phụ bắt buộc nha. Thí dụ như mình ghi tên vô trường đại học rồi, mà mình nói giờ con muốn vô học đại học, mà cứ tuần không có vô trường đại học gì hết, hoặc là tháng mới vô đó một lần, thì dĩ nhiên cũng có mặt vậy. Nhưng mà cái sự ích lợi nó
không có bao nhiêu vậy thôi, chứ không phải sư phụ nghiêm khắc. Chứ mình làm cái gì phải làm cho nó cho nó đúng đắn. Thí dụ quý vị ăn ngày ba bữa nó mới no, mà tới ăn bữa được không? Như mấy ông thầy chùa được không? Hoặc là ăn ngày nửa bữa chịu nổi không? Thì cái món ăn tinh thần nó còn quý giá hơn cái món ăn vật chất nữa. Mà cứ ớ đó kèo này với sư phụ hoài, làm như tu rồi sư phụ mập, sư phụ giàu, sư phụ đẹp lên á. Tìm thì giờ để mà tu, chứ không ai cho mình thì giờ. Thế giới này toàn là những người lấy thì giờ của mình thôi, chứ không ai cho thì mình thì giờ hết. Cho nên tự mình phải thương lấy mình, phải bảo bọc cho mình, phải tìm cách là giải thoát cho mình. Cho nên Đức Phật mới nói rằng các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, chứ không có được mà cái bằng ý lại vào bất cứ người nào hết trơn. Thấy chưa? Thí dụ mình nói chuyện ít một chút, mình đọc báo ít một chút, mình coi tivi ít một chút, mình đi nói hành nói tội ít một chút, cái thì giờ mỗi đến nhín 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 lại để nó bớt. Thưa cho tôi được hỏi, năm nay sư phụ được bao nhiêu tuổi rồi, và làm cách nào được trẻ và khỏe mạnh như sư phụ, có thể cho chúng tôi biết được hay không? Xin cảm ơn. Sư phụ sắp mọc râu quá chứ trẻ gì đâu. Tại là mà đàn bà nó râu nó không mọc ra đó chứ. Thôi hỏi tuổi chi, sư phụ mấy ngàn tuổi rồi đếm đâu cho hết. Sư phụ đâu có tuổi. Cảm ơn quý vị có lời khen tặng, nhưng mà trẻ thì không biết có trẻ hay không, nhưng mà khỏe mạnh thì cũng khỏe gì lắm đâu. Tại quý vị thấy như vậy đó. Tại đi lên nói pháp và không lẽ ngồi đã xỉu xuống này sao? Chứ về nhà nhiều khi cũng xỉu á, truyền tâm ấn xong có khi xỉu á, nghiệp chướng á, nghiệp chướng nặng nề á, rồi nhiều khi cũng bệnh hoạn gì lắm chứ. Chúng sanh bệnh thì mình bệnh chứ sao không bệnh được? Tại không lẽ đi hồng pháp và ngồi đó bệnh sao? Nhưng mà nhiều khi ban đêm ban hôm sư phụ bệnh, quý vị đâu có biết. Bệnh là cái khi nào không làm việc mới bệnh. Khi nào làm việc là sư phụ khỏe như vậy đó. Làm việc xong hết rồi, hoặc là ban đêm ban hôm ai cũng ngủ hết cả thế giới rồi. Đâu có, sư phụ đâu quan tâm vấn đề này. Bệnh khỏe gì rồi mấy chục năm sau mình cũng đi xuống mồ hết. Chưa? Trời đất cho mình bệnh thì mình bệnh, trời đất cho mình khỏe thì mình khỏe. Mình làm con người mình ráng ăn uống cho điều độ, ráng ngủ nghe cho đầy đủ, ráng ngồi thiền cho đúng đắn. Ráng làm những việc gì mà lương tâm mình không cắn rứt. Ráng thu theo chánh đạo. Còn cái việc mà khỏe không khỏe, cái đó trời đất định đoạt chứ. Mình làm hết sức mình thôi. Kính xin vô thượng sư giải thích hai câu sau đây. Tại sao phải lễ Phật chỉ lại ba thôi? Tại sao chỉ đốt ba cây nhang thôi? Xin đa tạ công đức của vô thượng sư. Cái này sư phụ không biết à. Cái này phải vô hỏi quý vị thầy chùa. Ok. Tại sư phụ đâu có dạy mấy cái này. Sư phụ không có dạy ai lạy cái gì hết trơn á, mà chỉ ngồi thiền mà lạy cái Phật tâm của mình mà thôi. Tìm cho ra cái Phật tâm rồi đó, rồi quý vị muốn đốt 3 cây nhang hay 4 cây nhang hay 50 cây nhang cũng được hết. Còn tìm chưa ra cái này. Tìm chưa ra cái này đốt 3 cây, 300 cây ăn nhầm gì. Không có nghĩa lý gì chứ. Thưa sư cô, xác người chết nên chôn hay nên thiêu? Và tốt đối với người chết như thế nào? Nếu thiêu, nếu thiêu là tốt cho người chết thì sau khi thiêu nên đem cho vào chùa cho vong hồn được cúng cầu siêu, nghe kinh, hay nên đem cho ra sông lõm và rải để vong hồn không còn quyến luyến nơi nào để siêu thoát? Xin cảm ơn. Quý vị chôn hay là thiêu tùy theo cái đất của mình. Cái đất mình mà nó rộng á, mà nó rẻ thì nên chôn, thấy chưa? Đất mà chật dân nghèo mà cái mấy cái chỗ nghĩa địa mắc quá thì nên thiêu, thấy chưa? Thiêu thì nghe nói là nó tốt hơn, khỏi có bị ma nhập xác. Thiêu rồi thì muốn đem vô chùa thì đem, nếu mà chùa rẻ không có tiền nhiều thì đem vô chùa. Chứ còn nếu không có đủ tiền mà cũng muốn đem vô chùa thì sao, thôi đem rải ra ngoài sông. Nhưng còn tùy theo cái tình cảnh kinh tế của quý vị. Nhiều khi đem vô chùa mắc lắm à, phải không bác? Hả? Không có mắc hả? Không mắc thì muốn đem vô chùa để chẳng, nhưng mà để nhiều quá chật chùa rồi mấy ông tăng ở đâu. Sư phụ cái này cũng khó giải quyết á. Thường thường cái chùa là để thờ Phật, phải không? Để cho tăng ni ở mà tu học mà thiền định. Chứ không phải cái chùa mà để xác chết đâu. Vậy kêu bằng cái nhà xác rồi. Nhưng mà thôi,
Quý vị tùy theo cái phong tục tập quán của mình, tùy theo cái sự hoan hỷ của mình mà làm. Chứ còn những chuyện này đối với sanh tử luân hồi không có ăn nhầm gì. Cho nên thí dụ quý sư phụ nói là quý vị sẽ giận dỗi. Nếu quý vị muốn làm gì đó mà tâm hoan hỷ, cảm thấy mình làm tròn bổn phận thì cứ làm. Là cái chùa chấp nhận cái trò của mình thì cứ đem vô. Hiểu chưa? Quý vị muốn làm gì đó mà thấy vui vẻ là được rồi. Ok. Còn những cái sự mà siêu sanh á, không phải vì cái tro đem vô chùa hoặc tro đem ra ngoài, này cái linh hồn nó thấy đốt thành tro rồi nó đâu chạy theo cái đó nữa. Linh hồn họ muốn đi đâu họ đi à, họ có duyên ở đâu họ đi ở đó, họ thấy họ lưu luyến chỗ nào thì họ tới chỗ đó, chứ chắc gì họ đã ở trong chùa nghe kinh ở đâu mà mình phải hy vọng cái chuyện đó. Nếu họ ở nghe chùa họ nghe kinh thì tốt, sợ họ không chịu ở chứ. Hay chưa, mình đâu có control họ được, mình đâu có kiểm soát họ được, mình đâu có bắt buộc họ phải ở trong chùa theo mấy cái đám tro tàn là được. Cái linh hồn của họ chạy tới chạy lui, nếu mà họ không có tội lỗi gì thì họ có thể tự do như vậy chạy tới chạy lui. Nếu họ có tội họ đi địa ngục rồi, họ có phước họ đi thiên đàng rồi. Nếu họ trung họ đã đi đầu thai liền. Thành ra để đâu cũng không có cái quan trọng gì. Quý vị có giận không, có hiểu không? Hiểu không? Đừng giận nha. Đâu phải người nào chết rồi có cái linh hồn cũng vơ vẩn theo cái mấy cái đám tro đó hoài đâu. Tùy cái nghiệp của họ nữa. Tại là quý vị muốn làm chi đó thì làm. Nam mô Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính thưa sư phụ, con theo đạo Thiên Chúa giáo, mỗi tuần đi lễ uống rượu lễ. Rượu lễ được làm phép, vậy sau khi truyền tam ấn con còn có được uống rượu lễ nữa hay không? Uống được chứ. Uống rượu ngon đó chứ. Rồi uống này uống chút xíu thôi phải không? Rượu thiệt phải không? Rượu bằng cái nho đó hả? Hồi xưa Đức Chúa Giêsu đâu có biểu mình uống rượu. Đức Chúa cho uống cái nước ấy đó. Nước trái trái nho đó mà. Hả? Dạ sao? Dạ nước trái nho nó, nhưng mà nó không có làm lâu, không có thành rượu đó, chưa có thành rượu đó. Cũng như một cái nước trái cây vậy đó. À vậy đó hả? Chứ không phải rượu thiệt hả? Hồi xưa rượu nho là nó như vậy đó, nó nước trái cây thôi. Để lâu thì nó mới có một cái phương pháp nào đó nó mới thành rượu. Rồi sau này người nào cũng kêu cái này cũng rượu tùm lum hết trơn rồi. Đó, theo sư phụ thì không có được uống rượu, một giọt cũng không uống nữa. Thì nếu quý vị nghĩ rằng có lưu luyến cái rượu đó thì thôi khỏi có truyền tâm ấn. Nhưng mà nếu nghĩ rằng bỏ được cái chút rượu đó thì có thể đi truyền tâm ấn. Sư phụ không có tin vào sự uống rượu, mà tin vào cái nước cam lồ của Phật và nước thánh của Chúa từ trên trời á, mà cho mình á. Nhưng mà cái nước thánh và nước cam lồ đó không phải mình ở đây mà uống đâu. Mình muốn uống thì mình phải lên cái chỗ có nước đó. Cái chỗ đó không phải cái chỗ nước lạnh của mình. Ở dưới này mình chỉ uống được nước lạnh mà thôi. Tại cái thế giới mình nó như vậy. Mình muốn uống nước cam lồ, nước thánh, mình phải đem cái linh hồn mình lên cao một chút. Ở trên đó mới uống nước cam lồ thiệt, mới uống được nước thánh thiệt. I'm sorry if it's not okay for you. Khoảng 30 năm nay con có gian giái ăn chay 2 tháng rưỡi vì thấy em bệnh nặng. À thấy em bệnh nặng. Nhưng mà chưa ăn. Dạ chưa ăn. 30 năm rồi mà chưa có trả nợ. Thì cái này cái tiền lời nhiều lắm á. Bây giờ chắc phải ăn 2 năm rưỡi mới được á. Thôi chết rồi, ăn lẹ không thôi, mai mốt nó thành 20 năm à. Càng ngày nở nó càng trông chết. Trời có 2 tháng rưỡi mà trả không được. Rồi biết rồi. Bởi vậy chứ đâu phải nói chuyện tu hành mà nó dễ. Ăn chay không mà ăn không được à. Sư phụ cũng biết là ăn chay nhiều khi nó không ngon miệng. Nhưng mà khi mình đói á, mình ăn cái gì cũng ngon. Thành quý vị đừng có lo. Cái thói quen mà thôi. Cũng như người Mỹ họ có thói quen nhai kẹo chewing gum thấy không? Hoặc là uống Coca-Cola thấy không? Người Việt Nam mình hồi đó thì đâu có thói quen đó. Thì ở Việt Nam mình đâu có nhớ kẹo chewing gum, đâu có nhớ Coca-Cola đâu. Qua này cái cũng nhiễm luôn, rồi cũng nhai nhấp nhép, rồi cũng uống. Rồi khi nào không có thì thèm. Cũng như mình mới sinh ra mình đâu có hút thuốc uống rượu gì đâu, rồi mai đó mình tập ra hút thuốc uống rượu rồi kia mà không có mình có thèm. Nó tại là tập quán mà thôi, mình cải được. Có nhiều người Việt Nam hồi xưa sư phụ đi làm việc cho người tị nạn đó, họ kể nhiều chuyện vui lắm. Họ nói hồi xưa họ ở trên thiền đó, cái lúc họ ở trên thiền họ giái Quan Âm Bồ Tát làm sao biết không? Ngài cho con qua lọt cái thế giới thứ ba đó hả, con sẽ ăn chay 1 năm rồi
Cái đi ra giữa thuyền là nó thôi chắc con ăn không nổi, thôi cho nửa năm đi. Sắp tới nơi rồi mà, sắp tới nơi rồi. Thôi nửa năm rồi cứ đi tới đó rồi cái này. Đi tới nơi rồi cái nên nó thôi thôi để con ăn vậy nè, con ăn tuần 2-3 ngày, à, 1 tháng 2-3 ngày đặng cho tới chừng nào ăn hết thì thôi. Hiểu chưa? Ăn ăn cái bằng cũng như trả góp. Rồi không biết trả tới chừng nào cho hết nữa thì cũng khổ. Ăn ăn đại cho rồi, nó nợ thì trả đại cho, để lâu nó có tiền lời nó nhiều lắm á. Thì không biết ăn không được thôi, hứa làm gì. Quân tử bất hí ngôn, không đã hứa rồi, giờ lỡ không có đúng cũng phải làm. Thưa sư cô, xin cho biết, sau khi ăn chay và truyền tâm ấn, nếu bị bệnh trầm trọng có thể nhờ bác sĩ chữa trị hay không, hay tự nhiên sẽ hết bệnh? Xin cảm ơn sư cô. Trời ơi, nếu người nào cũng tự nhiên hết bệnh, bác sĩ họ ế thì sao? Cái bệnh là cái của thân thể của mình, cũng như cái xe của mình vậy đó, có khi nó hư chỗ này, có khi nó hỏng chỗ kia, có khi nó bể bánh, nó không có ăn nhầm gì tới cái người lái xe giỏi hay là dở cả. Dĩ nhiên mình tu hành thanh tịnh, mình ăn chay thì những cái bệnh mà nó vô lý đó nó bớt đi thôi, hiểu chưa? Nó bớt thôi chứ không phải nó hết hẳn, hoặc là không phải hoàn toàn không bệnh. Nếu hoàn toàn không bệnh, Đức Phật còn bệnh, mình gì mà không bệnh? Bệnh thì phải đi chữa bác sĩ, chứ không có nói on đời hết trơn. Bệnh thì phải uống thuốc, à chuyện đó là chuyện thường. Cũng như cái xe mình nó bể bánh thì mình phải phải thay bánh hoặc là phải vá bánh. À, xe mình nó hết dầu mình phải đổ xăng, chứ ngồi đó mà tu Quan Âm rồi cái bình xăng nó cứ đầy lên là đâu có được. À, thế giới nó kiện sư phụ chết. Mặc dầu thí dụ có thể làm được, sư phụ cũng không làm, hoặc là mình cũng không làm. Tại vì sao? Mình ở trong cái thế giới này mình phải hòa hợp với mọi người khác, chứ mình không được làm kiểu đó. À. Quý thính giả vừa nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hoa Kỳ với chủ đề Phật chỉ độ người có duyên.